nói nói cũng không biết là ai nói thiền tà phi trong mắt tinh mang lóe lên cố ý tại y thiền trước mặt biểu hiện một phen hắn đứng lên nói tại hạ gần nhất khổ đọc thiền pháp hơi có sở mộ hôm nay cả gan bêu xấu một phen mời chư vị xin ý kiến chỉ giáo một mực cúi đầu không nói y thiền có chút ngẩng đầu lên tựa hồ lên một tia hào hứng tà phi càng thêm hưng phấn hắn khoát tay chặn lại để trong đại điện ở giữa vũ nữ xuống dưới đi thẳng tới giữa sân nói tà nào đó cho rằng thiên hạ thiền đạo ở chỗ một cái tâm chữ Tu thiền tu chính là tâm, vạn sự thuận theo tự nhiên, tuân theo bản tâm, đây mới là thiền cảnh giới tối cao. Cũng như Phật đế lão gia tử, một thân chưa từng bị bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì ràng buộc, thẳng thắn mà làm, đây mới là cao nhân đắc đạo, tiêu giao tử tại thắng thần thiên a. Chúng ta bị hồng trần vây khốn, vì danh lợi chỗ nhiếu, là tử sắc muốn, cùng lão gia tử cảnh giới so sánh tranh lệch xa rồi, không biết chúng ta khi nào mới có thể chân chính khám phá hồng trần, đạt tới vô dục vô cầu chi cảnh. Tà Thiếu nói rất hay a, à. Phi Thiếu, hoàn toàn chính xác cảm ngộ thiền đạo, rất được tâm ta. Tà Phi nói xong, vô số công tử tiểu thư nhao nhao phụ hỏa, cảm khái không thôi. Tà Phi liên tục khoát tay, ánh mắt lại vô tình hay cố ý hướng y thiền quét tới, tựa hồ muốn nhìn một chút nàng phải trang bị chính mình, tỉ mỉ chuẩn bị một phen thiền đạo chỗ đả động. Phốc, Giang giật đang uống trà, nghe được này cầu thí không thông thiền đạo, nhìn thấy Tà Phi cái này làm ra vẻ biểu lộ, không nhịn được nhịn không được phun tới. Cái này tà phi là đậu bỉ sao vì lấy lòng y thiền, lại trước mặt mọi người tại từ tiểu học thiền y thiền trước mặt múa rìu qua mắt thợ, đây không phải để y thiền càng thêm chán ghét hắn sao yêu đương bên trong nam nữ trí thông minh quả nhiên là số không a Cái này phun một cái lại xảy ra chuyện, rất nhiều ánh mắt lập tức quét tới, giang giật phát hiện y thiền doãn nhược băng lăng thi nhã chiến thiên lôi bọn người nhìn xem hắn, tà phi còn đằng đằng sát khí, bỗng cảm giác không ổn. mươi 1088, nói thiền, giang giật hôm nay bản quyết định một câu cũng không nhiều nói đi cái đi ngang qua sân khấu tựu đi không nghĩ tới giờ phút này bị tà phi đậu bỉ làm vui vẻ thoáng cái lại đến nơi đầu sóng ngọn gió phía trên hắn vội vàng rủ xuống ánh mắt lấy ra một cái khăn tay lau tránh cho dẫn lửa thân trên hắn muốn điệu thấp tà phi rõ ràng không muốn để cho hắn điệu thấp hắn ánh mắt âm lãnh quét tới trầm giọng nói ra làm sao lê huynh không đồng ý tại hạ thuyết pháp sao kia lê huynh có cao kiến gì nói ra để đại gia nghe một chút nha ba ba bá vô số ánh mắt quét tới công tử ở giữa tranh giành tình nhân đấu đến đấu đi đây là bình thường nhất các nàng cũng đều thích xem dạng này tranh đấu dạng này mới kích thích nha tự liền doãn nhược băng cùng y thiền đều khóa chặt sang giật đôi mắt đẹp lóe lên lóe lên muốn nghe xem hắn thiền đạo sang giật nào hiểu cái gì thiền đạo hắn cũng không muốn cùng tà phi tranh phong tương đối hắn đứng dậy chắp tay nói tà công tử hiểu lầm tại hạ vẻn vẹn bị sặc mà thôi thất lễ ân tại hạ cũng không có gì cao kiến vẫn là mời tà công tử nói tiếp đi Xuyệt, giang giật không tiếp chiêu để rất nhiều công tử tiểu thư khít mũi coi thường trong bụng không có mực nước cũng không cần giả trang cái gì cao nhân theo bọn hắn nghĩ tà phi nói rất có đạo lý giang giật rõ ràng là ở không đi gây sự y thiền cùng doãn nhược băng đôi mắt cũng ảm đạm hai người đối giang giật đều có hảo cảm tự nhiên hy vọng hắn lực áp tà phi tranh luận tà phi á khẩu không trả lời được đè xuống uy phong của hắn lại không nghĩ rằng giang giật sợ nhiều người như vậy nhìn xem hắn thế mà cũng không sợ mất mặt. Mặc dù biết Giang giật đây là bo bo giữ mình, không muốn gây chuyện thị phi, nhưng Y Thiền cùng Doãn Nhược Băng rõ ràng đều có chút thất vọng. Tà Phi thì mặt đỏ lên, tựa như đánh thắng chiến tướng quân, lần nữa cười nói, kỳ thật chúng ta trong sinh hoạt khắp nơi đều tồn tại thiền ý, ta nào đó cho rằng thiền kỳ thật cũng là thiên đạo một loại, Mộ thiền mà xem đạo, nếu có thể triệt để cảm ngộ thiền đạo, phá toái hư không bạch nhật phi thăng cũng không phải mộng tưởng là nào đó cho rằng Phật đế lão gia tử thiền đạo đã đến đại viên mãn chi cảnh cái này trăm năm nếu có người có thể phá toái hư không không phải là lão gia tử không có thể sang giật một miệng nước trà kém chút lại phun tới Tà Phi nói cầu thí một đại thông cuối cùng móc lấy chỗ ngoặt nguyên lai là nịnh nọt Phật đế gián tiếp lấy lòng y thiền hắn ngược lại là thông minh biết rõ y thiền kính nể nhất người liền là Phật đế nói Phật đế lời hữu ích cũng có thể chiếm được y thiền niềm vui Tà Phi một phen mông ngựa lời nói dẫn tới chiến thiên lôi bọn người bất mãn vũ ra tới một vị công tử cũng lông mày nhíu lại người tà phi vuốt mông ngựa tự vuốt mông ngựa tại sao có thể rèm pha người khác nâng lên phật đế đâu bất quá tất cả mọi người không hiểu thiền đạo hôm nay cũng là thọ yến tổng không tốt đắc tội tà phi a à. chiến thiên lôi ánh mắt đảo qua phát hiện giang giật khóe miệng vừa lúc lộ ra vẻ khinh bỉ chi sắc đôi mắt nhất chuyển hướng giang giật chắp tay cười nói lê huynh người tựa hồ không quá tán thành tà phi công tử nghe như băng nói người từ nhỏ đã tốt đọc sách thích tham thiền nếu không hôm nay tự cho ta các loại chờ kiến giải dưới, không có việc gì, Lê Huynh hôm nay có thể nói thoải mái, tất cả mọi người là luận đạo mà thôi, ta công tử cũng sẽ không để bụng. Chiến thiên lôi một phen, lại đem giang giật đẩy nói nơi đầu sóng ngọn gió, giang giật nhìn thấy rất nhiều ánh mắt quét tới âm thầm chửi mẹ, tà phi lần này trong mắt quang mang càng lạnh hơn, hắn tùy ý chắp tay nói tà phi rửa tay lắng nghe Lê Huynh lời bàn cao kiến. Bất đắc dĩ, bị buộc lên lương sơn, giang giật như tại tiếp tục nhượng bộ, thật đúng là sẽ bị doãn nhược băng y thiền bọn người coi thường, hắn dừng một chút đứng dậy hướng ra phía ngoài chậm rãi đi tới. Bước chân hắn rất chậm, sắc mặt không có chút rung động nào, tựa như một đầm u tuyển tĩnh di. Tà công tử kỳ thật rất nhiều nơi không có nói sai, nhưng tà công tử lập ý sai. Hắn đi đến tà phi trước mặt, mỉm cười mở miệng nói, ngươi không phải là vì ngộ thiền mà nói thiền, ngươi là vì y thiền mà nói thiền. Ngươi mới vừa nói chúng ta bị hồng trần vây khốn, vì danh lợi chỗ nhiễu, là tử sắc muốn, câu nói này ngược lại là thành thật. Nhưng, người đã bị những này vây khốn, lại như thế nào có thể ngộ thiền đâu một cái bị nhốt đáy giếng ếch xanh, nói thế giới bên ngoài lớn đến mức nào, xinh đẹp giường nào, bản thân cái này liền là rất mâu thuẫn sự tình, không phải sao. Gậy ông đập lưng ông, gậy ông đập lưng ông, giang giật không hiểu thiền, nhưng suy nghĩ coi như nhanh nhẹn, nhẹ nhõm tìm được tà phi trong lời nói lỗ thủng đem hắn quân. Giữa sân một đám công tử tiểu thư biết cái gì thiền A, à, không phải liền là tham gia náo nhiệt, Tà Phi đập y thiền mông ngựa, bọn hắn đập Tà Phi mông ngựa, căn bản không có nghe hiểu Tà Phi nói cái gì. Giờ phút này Giang Dật một điểm minh, ngược lại là rất nhiều người cười một tiếng, Tà Phi dụng ý tựa như từ mã chiêu chi tâm, người qua đường đều biết a. À. Chiến Thiên lôi bọn người nhẹ gật đầu, nhìn xem Tà Phi kinh ngạc rất là khoái ý, Y Thiền cùng Doãn Nhược Băng liếc nhau, hai người trong con người cũng hiện lên mỉm cười. Tà Phi sắc mặt như heo lá gan đỏ lên, nhưng không bao giờ không biết như thế nào phản bác Giang giật. Thân phận của hắn địa vị chú định rất nhiều người không dám nhiếp kỳ phong mũi nhọn, dĩ vãng hắn nói chuyện công tử tiểu thư đều chỉ có phụ họa phân, giờ phút này kia nghĩ đến giang giật hội không có cho nửa điểm mặt mũi, trực tiếp điểm mặc dụng ý của hắn. Bất quá những năm này mưa gió, ngược lại để hắn khí độ trưởng thành rất nhiều, hắn chắc tay nói kia mời Lê Huynh nói một chút thật thiền, để chúng ta vừa mở tầm mắt, nếu có thể nói đến chúng ta tâm phục khẩu phục, ta uống một mình ba hú. Tốt, như Lê Huynh có thể nói tới chúng ta tâm phục khẩu phục, ta cũng uống một mình ba hú. Chiến thiên lôi ồn ào lên, doãn nhược băng có chút lo lắng hướng giang giật trông lại, y thiền một đôi mắt thì sáng lấp lánh, tràn đầy hy vọng, tựa hồ rất khát vọng nghe được giang giật đối với thiền cảm mộ. Giang giật nhìn mọi người một cái, tại y thiền cặp kia đôi mắt đẹp bên trên đảo qua, có chút không đành lòng nàng thất vọng. Hắn quyết định không thèm đếm xỉa, hắn nhắm mắt lại, chậm rãi ở trong đại điện dạo bước, trong đầu đều là tại họa nhai bên trong nhìn thấy Phật đế thiên họa, những cái kia thiên hỏa bên trong đều có một tia thiền ý, hắn lại nghĩ tới Phật Sơn mặt phía bắc cái kia trong hồ nhỏ câu cá lão giả, nội tâm không hiểu an tĩnh lại. Sở hữu ánh mắt khóa chặt giang giật, nhìn thấy hắn giếng nước hiên tĩnh vẻ mặt và hắn nhẹ nhàng dạo bước dáng người, không hiểu trong cảm giác tâm một trận an bình, tiếng huyên náo cũng dần dần biến mất, đại điện bên trong một mảnh tĩnh di. Nghe, giang giật đột nhiên nắm tay đặt ở bên tai, làm cái lắng nghe động tác, nhắm mắt nhẹ giọng nói ra, đây chính là thiền, thiền giảng cứu liền là một cái tính chứ thanh tính, tự nhiên. Thiền tĩnh không phải người tính, trọng khí tính, thần tính, lòng yên tĩnh, khí tĩnh người thì bình. Thần tĩnh nhân tự rõ ràng, lòng yên tĩnh người đến ngộ, thanh tính chỗ nhất định có hiểu thấu, hiểu thấu sẽ có gây nên. Giang giật nhẹ giọng mở miệng nói, mỗi một chữ tựa hồ cũng có không hiểu hàm ý, để ở đây tất cả mọi người nội tâm đều trở nên yên tĩnh, trở nên ninh di. Hắn tiếp tục nói ra, thiền đạo liền là thầm nghĩ, vân tại thanh thiên thủy tại bình, vân tại thiên không, nước tại trong bình, chính như mắt hoành mũi thẳng đồng dạng, đều là sự vật diện mạo như trước, không có cái gì đặc biệt địa phương. Người chỉ cần lính hội bản chất của sự vật, ngộ thấy mình diện mục thật sự, cũng liền minh bạch cái gì là nói. Trong bình chi thủy, giống như người tâm đồng dạng, chỉ cần bảo trì thanh tịnh không nhiễm, tâm tựa như nước đồng dạng thanh tịnh, bất luận chứa ở cái gì trong bình, đều có thể theo mới tự toàn vẹn, có rất mạnh thích ứng năng lực, có thể vừa có thể nhu, có thể lớn có thể nhỏ, tựa như thanh thiên mây trắng đồng dạng, tự do tự tại không quan tâm hơn thua xem đình tiền hoa nở hoa tàn đi ở vô ý xem thiên thượng mây cuốn mây bay giang giật nói xong một chữ cuối cùng chính mình đột nhiên linh hồn chấn động không hiểu có loại cảm giác tựa hồ chính mình bắt được một vài thứ hắn vội vàng ngay tại chỗ ngồi xếp bằng nghĩ tĩnh tâm xuống tới đi tóm lấy vật kia hắn hoàn toàn quên đi chính mình tại kia quên đi hết thảy chỉ là một lòng muốn nắm lại nội tâm loại kia mông lung đạo vận toàn trường người đều nhìn chằm chằm giang giật nhìn qua hắn như lão tăng nhập định ngồi xếp bằng nhìn qua cái kia tấm yên tĩnh tường hòa mặt, không hiểu nội tâm có một tia rung động. Tựa hồ giang giật biến thành một cái đắc đạo cao tăng, trên người có loại không hiểu hào quang, tản mát ra thiền khí tức. Tích đáp, y thiền đôi mắt lại sáng lên, nàng si ngốc nhìn chằm chằm giang giật, khóe mắt hai hàng thanh lệ vô thanh vô tức trượt xuống, nhỏ ở hoàng kim đài bên trên bình rượu bên trong, phát ra tiếng vang lanh lành, cũng làm cho tả phi sát khí trên người như ngựa hoang mất gương bão táp. Trường 1089, Chinh Phục Giang giật hoàn toàn chính xác không hiểu thiền đạo, lần này luận thiền cũng là bị bất đắc dĩ, không thể không nói bậy vừa thông suốt. Mặc dù là thuận miệng nói, nhưng hắn kinh lịch quá nhiều chuyện, theo một cái tiểu gia tộc chi thứ con em, đến sừng sững tại thiên tinh đại lục chi đỉnh, tiếp theo đi xa đông hoàng đại lục, một đường mưa gió, hắn chứng kiến vinh hoa, trải qua sinh ly tử biệt. Cười qua, khóc qua, từng bị người đánh cho cầu co quắp tại địa, từng một cái cơ khổ rơi lệ đến thiên minh, từng một người duy nhất kháng trăm vạn đại quân, từng uống qua rượu mạnh nhất, chơi qua thập đại thần lô điệp nữ tộc, từng một người viễn phó thuyết vực, huyên náo tuyết vực long trời lở đất. Hắn kinh lịch người khác mười đời đều có thể không có trải qua sự tình, hắn một mực cảm giác chính mình rất già, là bởi vì hắn tâm rất tang thương. Trên người hắn có một cỗ đặc biệt khí chất, cũng là bởi vì hắn đã thấy nhiều, kinh lịch nhiều, tự nhiên có một cỗ phiêu nhiên khí tức, bất kỳ cái gì sự tình cũng sẽ không quá mức chấn kinh, có thể bình tĩnh tĩnh gì, cười nhìn hoa nở hoa tàn, ngồi xem mây cuốn mây bay. Sở dĩ hắn nhớ tới họa nhai bên trong Phật đế thiên họa, nhớ tới cái kia thả câu lão giả thần bí, lúc này mới không hiểu có một ít cảm mộ, thuận miệng nói một phen thiền. Nhưng mà, hắn không biết là, hắn lần này thiền đối với y thiền xúc động lớn đến mức nào. Y thiền danh tự bên trong tự có cái thiền chữ, từ nhỏ đi theo Phật đế học thiền, nàng sở dĩ như thế hấp dẫn người, cũng là bởi vì trên người nàng có một cỗ thiền khí tức, đạo pháp tự nhiên, vô dục vô cầu, sở dĩ có loại phiêu nhiên như tiên cảm giác nàng xem nhẹ thiên hạ đấng mày dâu cùng nàng học thiền cũng có nhất định quan hệ nàng tổng cho rằng thiên hạ nam tử đều là tục nhân không có một cái nào chân chính siêu thoát phảm trần vô song nam tử y thiền đối với thiền cảm mộ rất sâu tà phi nói những cái kia đối với nàng tới nói đơn giản liền là cầu thí điếm ô thiền ý nhưng giang giật lời nói này khẩu theo sinh lòng phát ra từ phế phủ đối nàng xúc động phi thường lớn cùng nàng thiền ý tương thông thậm chí vượt qua nàng thiền ý có thể tưởng tượng một cái cực kỳ tự phụ nữ tử, một cái xem nhẹ thiên hạ đấng mày dâu nữ tử, nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo địa phương, lại đột nhiên bị một cái nam tử siêu việt, cái này nam tử hay là hắn duy nhất có hảo cảm nam tử, nội tâm của nàng sẽ cỡ nào chấn động. Cái này như năm đó Phượng Loan, Phượng Loan từ nhỏ thích vẽ tranh, đông luyện ba cửu, hạ luyện tam phục, vẽ lên mấy chục năm, cuối cùng lại giang giật nhẹ nhõm siêu việt, giang giật còn trở thành họa đế, đôi này Phượng Loan lực trùng kích là phi thường lớn, nàng cũng coi là triệt để bị chinh phục. Khi thiền giờ phút này tự có loại bị chinh phục cảm giác, như giang giật tại cái khác phương diện siêu Việt nàng, có lẽ nàng sẽ không cảm thấy cái gì. Nhưng thiền đạo là nàng đáng tự hào nhất địa phương, giang giật một cái chưa từng học qua thiền tên lỗ máng, thuận miệng lại có thể đạo phá thiên cơ, đưa nàng cảm mộ 20 năm thiền đạo ép xuống. Mỗi cái nữ tử kỳ thật nội tâm đều là mềm mại, các nàng coi như cho dù tốt mạnh, nội tâm chỗ sâu nhất vẫn là hy vọng có thể có một cái tuyệt thế vô song nam tử xuất hiện, triệt để đưa các nàng chinh phục cho nên nàng khóc vì chính mình khóc là giang giật khóc là hai người số mệnh mà khóc có thể xứng với nàng y thiền nam tử rốt cục xuất hiện nhưng hai người nhưng căn bản không thể nào cùng một chỗ trong nhân thế lớn nhất bi ai cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi y thiền đột nhiên có loại bi thương tại tâm chết cảm giác y thiền vừa khóc tà phi nổi giận toàn trường cũng một mảnh xôn xao bọn hắn không hiểu nhiều lắm giang giật lời nói nhưng liền y thiền đều khóc điều này nói rõ giang giật thiền đạo đã đến cực kỳ cao thâm cảnh giới nếu không làm sao lại để cái này thiên tri kiêu nữ lưu lại hai hàng thanh lệ. Mà lại vừa rồi giang giật lời nói, cũng làm cho mọi người không hiểu cảm giác được nội tâm an bình, cảm giác được rất dễ chịu, cảm giác được một tia suốt trần khí tức, đây là phi thường khó được, cũng chỉ có chân chính đắc đạo cao tăng mới có thể có được loại này năng lực kỳ lạ. Trong lúc nhất thời, vô số nhìn về phía giang giật ánh mắt trở nên khác biệt, trở nên dựng thẳng vậy mà bắt đầu kính nể. Tự liền chiến thiên lôi lăng thất kiếm giả dạ ưng bọn người mặt mũi tràn đầy khâm phục chỉ có tà phi một người đôi mắt lấp lóe thoáng cái nhìn một chút hy thiền thoáng cái lại nhìn một chút ngồi trên mặt đất giang giật sắc mặt lúc trắng lúc xanh nói rất hay mang rượu tới tà nào đó nói lời giữ lời tự phạt ba hú. tà phi đột nhiên bạo giống một tiếng chấn động đến vô số người màng nhĩ phát đau nhức cũng đem ngay tại cả mộ giang giật cùng ngay tại rơi lệ y thiền trầm mặc không nói doãn nhược băng đánh thức tới tà phi nắm lên hoàng kim đài bên trên liệt tử một cái tay giơ lên cao cao cứ như vậy không ngừng uống thả cửa động tác của hắn rất phóng khoáng uống rượu tư thế cũng rất yêu nhã một vò tiếp lấy một vò khí đều không có đổi một cái liên tục uống vào ba hũ rượu lúc này mới mở to mắt hướng mọi người nhìn lại để hắn thật bất ngờ chính là lần này không có người nào cho hắn gọi tốt thậm chí vô số mắt người bên trong đều không có lộ ra quen thuộc sùng bái cùng kính nể ngược lại có chút nhàn nhạt đùa cợt y thiền cùng doãn nhược băng trong con ngươi càng là không che giấu chút nào đối với hắn chán ghét ai chiến thiên lôi cùng lăng thất kiếm liếc nhau hai người cũng hơi thở dài tà phi lần này thủ đoạn quá tầm thường có loại không thua nổi cảm giác Giang giật ngay tại ngồi xếp bằng nhập định khẳng định tại cảm mộ cái gì hắn cũng rất không tử tế trực tiếp cắt ngang này lại để y thiền triệt để chán ghét hắn quả nhiên y thiền đột nhiên đứng dậy hướng doãn châu chấu chắp tay không nói gì trực tiếp rời đi lưu lại một cái cô đơn khổ tịch bóng lưng biểu ca chúng ta cũng trở về đi thôi doãn nhược băng cũng cảm giác ý vị tẻ nhạt nàng nhàn nhạt, nhạt đứng dậy hướng doãn châu chấu chắp tay trực tiếp hướng giang giật đi đến. Chiến thiên lôi liền vội vàng đứng lên, nhưng doãn nhược băng đều không quay đầu lại, hờ hững nói ra, thiên lôi công tử, các người tiếp tục uống rượu đi, như băng mệt mỏi, đi về nghỉ trước. Mã lạc qua bích, giang giật nội tâm rất nén giận, vừa rồi hắn mơ hồ bắt được một tia đạo vật, hắn lập tức ngồi xếp bằng nhập định cũng là nghĩ đốn ngộ cảm ngộ cái này tia đạo vật, nhưng lại bị tả phi cưỡng ép cắt ngang. Đạo văn cảm ngộ phi thường khó khăn, nhất là thực lực càng mạnh, cảm giác đạo văn càng ngày càng khó cảm ngộ. Giang giật theo Hắc Kỳ Thành đến thần âm thành thời gian nửa năm, một cái cấp thấp nhất đạo văn đều không có cảm ngộ, có thể thấy được lốm đốm. Thật vất vả đốn ngộ, chỉ cần lại cho hắn một chút thời gian không nói triệt để cảm ngộ, chỉ ít có thể sờ đến một tia cánh cửa, về sau cảm ngộ cũng liền thuận lý thành trương. Trọng yếu nhất chính là, hắn ẩn ẩn cảm thấy đạo này vẫn phi thường cường đại, ít nhất là tam tinh trở lên, lại lãng phí một cách vô ích cơ hội. Hắn mở to mắt đứng lên, ánh mắt hướng tà phi nhìn lại tà phi khóe miệng đều là hí ngược cùng âm tàn y thiền đi hắn cũng không cố kỵ gì tự nhiên không cần giả trang cái gì thánh nhân biểu ca được rồi đi thôi doãn nhược băng đột nhiên đưa tay qua đến bắt lấy giang giật tay giang giật nội tâm rung động doãn nhược băng tay tựa như một khối ôn ngọc cầm rất thư thái hắn cũng tỉnh táo lại việc đã đến nước này nói cái gì cũng vô ích chỉ có thể đem bút chướng này ghi ở trong lòng trở về sau lại báo lần sau như có cơ hội nhất định trực tiếp làm chết Tà Phi, để hắn liền lật bàn cơ hội đều không có. Giang giật âm thầm quyết định chú ý, quay người nắm doãn nhược băng tay đi ra phía ngoài. Chiến thiên lôi thấy trong lòng cảm giác khó chịu, bất quá giang giật thân phận là doãn nhược băng biểu ca, hắn cũng không còn như ăn cái này giấm, chỉ là hắn đều chưa sờ qua tay nhỏ, bị một cái nam nhân nắm chặt luôn có ta không thoải mái thôi. Tiểu tử, ta khuyên người tốt nhất cách hy thiền xa một chút, có nữ tử không là người dạng này tạp toái có thể nhúng chàm. Tại Giang Giật đi ra đại điện lúc, một đạo thanh âm u lãnh đột nhiên truyền đến, là Tà Phi truyền âm. Giang Giật bước chân dừng lại đột nhiên cười, hắn quay đầu cùng đại điện bên trong Tà Phi xa xa đối mặt, nhếch miệng lớn tiếng nói, Tà Phi công tử, ngươi không nói ta còn thực sự không muốn chiêu trọc y thiền, đã ngươi đã nói như vậy, ta cái này đi nàng khuê các ngồi một chút, cùng nàng cùng một chỗ luận luận thiền. Trường 1090, ta muốn hủy hôn. Muốn chết, Tà Phi là dùng truyền âm, Giang Giật lại trực tiếp mở miệng nói, thanh âm vang vọng ở bên trong mỗi người trong tai, cái này khiến tà phi trên mặt triệt để nhịn không được rồi, trên thân bán thần khí tức cuồng bạo mà ra nổi giận nói ra tiểu tử, người thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi. Ngớ ngẩn, Giang giật đùa cợt cười một tiếng, còn chưa nói cái gì, bên người doãn nhược băng như bị đạp cái đuôi sư tử nhỏ, trợn mắt trợn mày nói, tà phi, tà đại công tử, người uy phong thật to a. À. Có phải hay không đột phá bán thần ngươi muốn giết ai tựu giết ai a à nếu không đem như băng cũng cùng một chỗ giết, Doãn nhược băng ra mặt, Doãn châu chấu không thể không đứng ra, hắn sắc mặt trầm tựu nói ra, tà phi, thua được tựu đùa, như thua không nổi lần sau cũng đừng chơi. Giang giật mặt ngoài thân phận là Lê Thiên, hôm nay là tới tham gia Doãn châu chấu thọ yến, hắn cũng không có làm gì sai, tà phi chính mình thua trận, bị mất mặt lại muốn đánh muốn giết, Doãn ra tự nhiên không phải quả hồng mềm, để tà phi đặt ở trên đầu. Tốt tốt, chiến thiên lôi hòa giải nói, tà phi, người uống nhiều liền trở về nghỉ ngơi, như tiếp tục náo xuống dưới, thiền tiểu thư có thể sẽ càng tức giận. Hừ, tà phi trùng điệp hừ một cái, ngược lại là không dám tiếp tục náo đi xuống, một là trở ngại doãn ra, hai là chiến thiên lôi nói không sai, tiếp tục náo xuống dưới y thiền sẽ càng thêm chán ghét hắn, hắn cũng triệt để không đùa. Y thiền không thể so với doãn nhược băng, Phật đế thích vô cùng cái này tiểu tôn nữ, y thiền không vật đầu, ai cũng cưới không được nàng. Đi thôi, doãn nhược băng đùa cợt nhìn qua một chút ngồi xuống tà phi, mang theo giang giật trực tiếp rời đi về tới chính mình thiên cơ bồng bên trong, tiến tầng 2 doãn nhược băng còn tức giận nói ra, cái này tà phi phẩm hạnh như thế còn muốn cưới thiền tỷ tỷ, hắn nằm mơ đâu. Giang giật tự mình tỏa hạ nhắm mắt lại vuốt vuốt huyệt thái dương, cảm giác rất là nhức cả trứng. Này cầu thì yến hội quả nhiên xảy ra chuyện, tà phi đối với hắn khẳng định hận thấu xương A vừa lên huyền thần sơn chỉ cần cho tà phi nắm lấy cơ hội, khẳng định sẽ ra tay chém giết hắn. Hôm nay tà phi khác biệt cùng ngày xưa, Vừa vào bán thần thực lực thành gấp 10 vượt qua thăng, hắn không có tinh thần chi lực, không cách nào thôi động luyện thần lô khẳng định không phải bán thần đối thủ. Bất quá nghĩ đến tà phi tính tình, chỉ sợ hắn đến ngày đó tự ghi hận A. Hắn nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi, dứt khoát không suy nghĩ nhiều, còn có 7 ngày thời gian nhìn xem có thể hay không đem sáng tạo một bài bài hát, cùng sát lục chân ý hoàn mỹ dung hợp, đến lúc đó đối đầu tà phi cũng không trở thành thất bại thảm hại. Hắn mở to mắt lại nhìn thấy Doãn Nhược Băng đang ngồi ở đối diện kinh ngạc nhìn lấy mình, giờ phút này gặp hắn mở to mắt, cuống quýt rời ánh mắt, thiếu nữ kia thẹn thùng thấy nội tâm của hắn lại là rung động. Giang giật, ngươi vì sao thần kỳ như vậy? Doãn Nhược Băng dừng một chút, dương mi mắt, lông mi thật dài lắc một cái lắc một cái, phi thường tò mò mà hỏi, ngươi thiên tư phi phàm, chiến lực nghịch thiên coi như xong, biết hội họa, sẽ còn âm luật, lại sẽ nói thiền, còn có cái gì là ngươi không hội sao? Ta không hội nhiều, Giang giật ngược lại có chút ngượng ngùng nói ra, kỳ thật ngươi cũng nhìn thấy, ta chính là hai con mắt một cái lỗ mũi, phi thường phổ thông một người. Nói ra ngươi có thể không tin tưởng. 16 tuổi trước đó, ta tại gia tộc còn bị người vẫn cho rằng là một cái phế vật, mỗi ngày bị người khi dễ. Ta khi đó thường xuyên sẽ nghĩ, ta vì cái gì như vậy vô dụng, cái gì cũng sẽ không. A, à, Doãn Nhược băng kinh ngạc nháy nháy mắt, không hiểu hỏi, không biết a, à, ngươi lợi hại như vậy. Ngươi khi còn bé làm sao có thể là phế vật ngươi mặc dù đến từ tiểu đại lục, nhưng cũng hẳn là các ngươi đại lục tuyệt thế thiên tài A Giang Giật, nói một chút các ngươi đại lục sự tình, có được hay không? Ha ha, Giang Giật đắng chát cười một tiếng, bị Doãn Nhược Băng lời nói khơi gợi lên chuyện cũ, hắn không đành lòng cự tuyệt Doãn Nhược Băng, trầm tư một lát nói ra, ta ra đời đại lục gọi thiên tinh đại lục, phụ thân của ta là đại lục một cái cường giả đỉnh cao, nhưng ta 16 tuổi trước cũng không biết hắn tồn tại. Mẫu thân của ta nàng gọi y phiêu phiêu, ta giờ phút này còn không biết nàng ở đâu, sống hay chết. Ta theo tiểu đan điền tự bị phong ấn, cùng ta một cái nhặt về muội muội sống nương tựa lẫn nhau. Giang giật bị doãn nhược băng mở ra ký ức hộp, đối với nữ tử này hắn cảm giác giống như là một người hồng nhan chi kỷ, có thể tuyệt đối tín nhiệm, không cần giấu giếm bất luận cái gì bí mật. Hắn theo thiên võ thành bắt đầu, từng giờ từng phút nói ra, đương nhiên cùng tô như tuyết sự tình chưa hề nói, ngay trước một nữ tử nói một cái khác nữ tử luôn luôn không tốt, bất quá giống yêu sau tiểu phỉ sự tình liền không có dấu diếm. Giang giật cố sự quá dài, thiên tinh đại lục sự tình hắn tựu dòng dã nói một canh giờ, hắn nói đến rời đi thiên tinh đại lục sông sáo hoang vu đông hải lúc ngừng lại, lắc đầu cười khổ nói, sự tình phía sau ngươi hẳn là đều biết, ta xuyên qua hoang vu đông hải, vượt ngang phượng minh đại lục đến phi mã đại lục đi vào huyền thần cung. Ừm ừm, doãn nhược băng nhẹ gật đầu, đầy mắt nhu tình nhìn qua giang giật nói, giang giật, ngươi thật đáng thương, khi còn bé nhận qua nhiều như vậy khổ, cùng ngươi so sánh ta cảm giác chúng ta tựa như một đám sinh trưởng tại mật bình bên trong ong mật sinh ở trong phúc không biết phúc a đương nhiên cùng cuộc sống của ngươi so sánh cuộc sống của chúng ta cũng quá không thú vị quá buồn tẻ ta từ nhỏ đã là cái cô gái ngoan ngoãn bị ra tộc quán thâu các loại lý niệm các loại quy củ các loại lễ nghi chúng ta đi đến chỗ nào đều có người đi theo chúng ta liền giống bị cầm tù tiểu điều vĩnh viễn không thể tự do bay lượn ở trên bầu trời đây là một loại hạnh phúc cũng là một loại bi a Người sai, Giang giật nhìn thấy doãn nhược băng ánh mắt bên trong ảm đạm, theo bản năng nói tiếp nói ra, có thể trói buộc mình, vĩnh viễn chỉ có chính mình. Ngươi muốn thu hoạch được tự do, không có bất kỳ cái gì lao tù có thể trói buộc ngươi. Tâm của ngươi bị chính ngươi nhốt, ngươi không dám vượt qua, ngươi không dám va chạm, không dám ngỗ nghịch, sở dĩ ngươi chỉ có thể cả một đời ở tại chính mình vẽ trong lao. Có đúng không, doãn nhược băng như có điều suy nghĩ, cúi đầu, hai đầu đẹp mắt lông mày chăm chú nhíu lên thấy làm lòng người đau, nàng trầm mặc trọn vẹn nửa nén hương thời gian lúc này mới cổ vũ sĩ khí dâng lên ngẩng đầu lên nói giang giật người nói là không sai nhưng ta nếu là đánh vỡ cái này lồng giam sẽ thương tổn rất nhiều người tổn thương rất nhiều ta thân nhất người thân nhất đã từng vô số lần ta cũng nghĩ đi ra lồng giam nhưng ta không đành lòng tổn thương các nàng sở dĩ người chỉ có thể thương tổn tới mình giang giật cười khổ một tiếng nhìn qua nước trà trong chén nặng nề thở dài nói nhân sinh chính là như vậy hoặc là tổn thương người khác hoặc là thương tổn tới mình. Cái này xem ngươi như thế nào lấy hay bỏ, Người muốn vì chính mình mà sống, vẫn là vì người khác mà sống Người nghĩ cả một đời cứ như thế trôi qua vẫn là nghĩ cố gắng tranh thủ tự do của mình cùng hạnh phúc ai. Không nói, chuyện này kỳ thật ta cũng còn không có nghĩ thông suốt, trong nhân thế rất rất nhiều ràng buộc, cắt không nứt lý còn loạn, có lẽ liền xem như thần linh cũng không có cách nào thật vô câu vô thúc, tự do tự tại đi. Vì chính mình mà sống, vẫn là vì người khác là sống. Doãn nhược băng nghe được câu này, thân thể mềm mại đột nhiên run lên, giang giật câu nói kế tiếp nàng hoàn toàn không có nghe lọt, trong mắt nàng quang mang lấp lánh, đều là xoắn suýt cùng lấy hay bỏ. Trọn vẹn qua hai nén hương thời gian, nàng cắn răng ngẩng đầu, nhìn qua giang giật kiên định nói ra, giang giật, ta nghĩ thông suốt. Ta muốn vì chính mình mà sống, ta muốn đánh phá lồng giam, ta không muốn gả cho chiến thiên lôi, ta muốn. Từ hôn, chương 1091, đây là muốn ước sao? Lui, cái gì từ hôn, Giang giật bản tùy ý nói mấy câu, hắn kỳ thật càng nhiều hơn chính là nói cho chính mình nghe, căn bản không có nghĩ sâu vào, càng không phải là cố ý đang khuyên đạo doãn nhược băng, không nghĩ tới nàng càng như thế lớn phản ứng lại để cho từ hôn. Đi qua ngắn ngủi chấn kinh về sau, Giang giật rất nhanh nở nụ cười khổ, đại tiểu thư của ta, được rồi, cái này cưới ngươi lui không được, đừng làm rộn. Trở về tắm một cái ngủ đi, ta còn được tu luyện. Chiến hoàng tự mình cầu hôn, doãn hoàng cho phép, hai nhà chiêu cáo thiên hạ. Cái này cưới đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, ai cũng không cải biến được, liền xem như Doãn Đế cũng sẽ không đi đơn giản cải biến, trừ phi muốn cho Doãn ra danh dự sạch không. Mà Doãn nhược băng một người căn bản không thay đổi được cái gì, trừ phi nàng không muốn tại Đông Hoàng Đại Lục chờ đợi, nếu không coi như buộc, Doãn ra cũng sẽ đem nàng cột lên chiến thiên lôi kiệu hoa. Sở dĩ giang giật cho rằng Doãn nhược băng nói là nói nhảm, dù cho nàng nhất thời khởi ý, cuối cùng việc này cũng không có cách nào cải biến đối mặt cha mẹ nhân tộc người huynh đệ tỉ muội bằng hữu các loại áp lực đừng nói một cái tiểu cô nương coi như đại lão gia cũng chịu không được doãn nhược băng cười nhạt cười cũng không có nói cái gì nàng duỗi duỗi tay cánh tay duỗi người một chút để trước ngực sung mãn một trận mãnh liệt cũng thấy giang giật sửng sốt một chút nàng lúc này mới nét mặt tươi cười như hoa nói ra nhìn cái gì vậy chưa thấy qua mỹ nữ a a giang giật nhìn chằm chằm doãn nhược băng mặt nhìn mấy lần luôn cảm giác không đúng hắn cẩn thận liếc mấy cái lúc này mới vỗ đầu một cái nói, doãn nhược băng a, à, tại sao ta cảm giác ngươi trở nên có chút không giống với lúc trước, đột nhiên. Dễ nhìn thật nhiều đồng dạng, phốc, doãn nhược băng cười khúc khích, bay giang giật một cái nói, giang công tử, ngươi chừng nào thì trở nên miệng lưỡi trơn chu cái này cũng không giống như ngươi. Không phải, là thật, giang giật nghiêm túc nói ra, ta không phải nói bề ngoài, ta nói là khí chất. Ban đầu ngươi mặc dù đang cười, nhưng cảm giác lạnh quá, mới càng giống một cái chân chính ngươi, không có mang mặt nạ ngươi, dạng này khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu. Mặt nạ, Doãn Nhược Băng tự diếu cười nói, người nói không sai, trên mặt ta hoàn toàn chính xác một mực mang theo mặt nạ. Người biết thiền tỷ tỷ vì sao một mực mang theo quỷ vương mặt nạ sao cũng là bởi vì nàng không muốn để cho người biết nàng ý tưởng chân thật, chúng ta không mang lấy mặt nạ còn sống hội mệt mỏi quá. Nhưng ta phát hiện, mang theo mặt nạ mệt mỏi hơn, ta sợ một mực mang xuống dưới, ta sẽ trở nên chính mình cũng không biết mình giang giật nhìn qua theo xương cốt bên trong tản mát ra mỏi mệt khí tức doãn nhược băng không hiểu cảm giác được một trận đau lòng tại đại gia tộc trưởng đại nhìn từ bề ngoài phong quang vô hạn nhưng hoàn toàn chính xác thật rất mệt mỏi thậm chí đều muốn phòng bị đến từ các huynh đệ tỉ muội phóng tới ám tiễn đang từ từ trưởng thành bên trong các nàng đều học xong ngụy trang học được dối trá cuối cùng biến thành chính mình khi còn bé chán ghét nhất thống hận cái chủng loại kia người loại cuộc sống này hoàn toàn chính xác rất mệt mỏi giang giật theo bản năng đi qua nhẹ nhàng sờ lên doãn nhược băng đầu, tựa như vuốt ve năm đó giang tiểu nô, nội tâm của hắn không có nửa điểm ý niệm, hé miệng nói ra, mệt mỏi liền đi ngủ một giấc đi, chờ ngươi tỉnh lại, trời sáng nhất định sẽ tốt hơn. Ừm, doãn nhược băng như một cái con mèo nhỏ thoải mái nhắm mắt lại, lập tức đứng lên, nhón chân lên tại giang giật trên mặt mổ một cái, sau đó như một cái bị hoảng sợ tiểu thỏ tử che mặt chạy vội lên lầu ba, để lại một câu nói, giang giật, ngươi cũng tốt tốt nghỉ ngơi, ngày mai gặp rồi giai nhân đã biến mất tại trên bậc thang giang giật trên mặt vẫn còn giữ lại nhàn nhạt dư hương hắn thân thể cơ bắp căng cứng như bị điện giật đánh trong mắt đều là chấn kinh ngạc cùng mờ mịt doãn nhược băng lúc nào trở nên như thế không căng thẳng như thế phóng đãng nàng thân cái này một cái là có ý gì đơn thuần cảm kích vẫn là có thâm ý khác hay là một loại đặc thù ám hiệu đây là muốn ước sao không được a à, giang giật tiếp tục như vậy rất nguy hiểm a à, người thật sẽ cho chiến thiên lôi đội nón xanh phi Doãn nhược băng lại không gả cho chiến thiên lôi, mang cái gì nón xanh. Giang giật thất thần thì thào, như ngớ ngẩn tại nguyên chỗ đứng trọn vẹn nửa canh giờ, mới vỗ đầu một cái nói, mặc kệ nhiều như vậy, thời gian có hạn, lập tức sẽ bên trên huyền thần sơn, ta nếu không đem thần âm thiên kỹ sáng tạo ra đến, lại sẽ bị tà phi phân thây. Hắn vội vàng từ bỏ suy nghĩ lung tung, coi như muốn cho chiến thiên lôi đội nón xanh, cũng phải có mệnh sống sót không phải hắn đem lầu hai cấm chế mở ra, sau đó lấy ra một cái nhuyễn kiếm bắt đầu có tiết tấu múa. Hắn thần âm thiên kỹ đã đến đệ nhị trọng, theo lẽ thường tới nói có thể ảnh hưởng bán thần. Như hắn có thể sáng tạo một bài cùng sát lục chân ý xứng đôi bài hát, để uy lực phát huy đến lớn nhất, không nói đánh giết tà phi, chỉ ít vẫn là có thể tự vệ. Dù sao tà phi mới tiến vào nửa thần cảnh, tối đa cũng tự lục tinh chiến lực. Về sau một đoạn thời gian, rất là bình tĩnh, y thiền không tiếp tục tới tìm giang giật. Những người còn lại cố ý nghĩ đến hội kiến giang giật đều bị Doãn Nhược Băng cự tuyệt, Doãn Nhược Băng cũng không tiếp tục ra ngoài, mỗi ngày đợi tại thiên cơ bồng bên trong, nụ cười trên mặt nhiều hơn mấy phần, tựa hồ biến thành một 15-16 tuổi thanh xuân thiếu nữ, ngẫu nhiên ở giữa lộ ra kiều mị để giang giật thình thịch tâm động. Cái này mấy ngày thời gian, giang giật ngoại trừ bồi Doãn Nhược Băng cùng nhau ăn cơm, nói chuyện phiếm bên ngoài, thiên thiên đều tại lĩnh hội thần âm thiên ký, bài hát cũng có nhất định tiến triển, nhưng muốn triệt để sáng tạo ra đến khẳng định cần thời gian nhất định. Để Giang giật có chút ngoài ý muốn chính là, mấy ngày nay thời gian doãn nhược băng một mực không có ẩn tàng trên người mùi thơm, để hương nữ tộc trên người mùi thơm truyền khắp toàn bộ thiên cơ bồng. Giang giật cùng những người còn lại linh hồn không ngừng tại tăng trưởng, mặc dù tốc độ không tính rất nhanh, nhưng nếu có thể mọc thời gian cùng một chỗ, cái này tăng trưởng tốc độ vẫn là khả quan. Đáng tiếc, 7 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, đã đến cùng ngao lư thời gian ước định. Như băng, chuẩn bị, mặt khác, để cho người ta nói cho một tiếng y thiền đi, để nàng cũng chuẩn bị một chút. Giang giật ngừng lính hội thần âm thiên ký, thời khắc chuẩn bị lên núi, doãn nhược băng cũng chờ xuất phát. Nghe được Giang giật nàng đưa tới một tên hạ nhân, người kia rất nhanh truyền tống ra ngoài, không lâu lắm y thiền lại đi theo tiến vào thiên cơ bồng. Thiên tỷ tỷ, doãn nhược băng thản nhiên cười nói nghênh đón tiếp lấy, trên mặt tản mát ra tinh khiết nụ cười, loại kia nụ cười phi thường ấm áp, để cho người ta dễ chịu, mặt mày tỏa sáng, trên người nàng cũng tựa hồ nhiều hơn một loại dương quang khí chất. Y thiền nhìn thoáng qua đôi mắt đẹp co rụt lại, đột nhiên hướng Giang giật nhìn lại, chấn kinh nói ra các ngươi. Giang giật không hiểu thấu, doãn nhược băng lại thẹn thùng cười nói, không phải thiền tỷ tỷ nghĩ như vậy, chỉ là như băng suy nghĩ minh bạch một ít chuyện thôi. Y thiền mơ hồ nháy nháy mắt, lập tức chấn kinh ngạc hướng doãn nhược băng nhìn lại, kinh dị truyền âm nói, như băng muội muội, người thật quyết định. Doãn nhược băng trong mắt quang mang lấp lánh, phi thường kiên định truyền âm nói, đúng vậy, nhân sinh một thế, cây cỏ sống một mùa thu, nếu không thể chúa tể cuộc đời mình, có gì khoái ý có thể nói. Ai, y thiền con người đột nhiên ảm đạm đi, nhắm mắt cười khổ lắc đầu truyền âm nói, ta từ nhỏ tu thiền, kết quả là lại phát hiện còn không bằng muội muội một buổi đốn ngộ, ta từ đầu đến cuối không bỏ xuống được nội tâm chấp nghiệp, muội muội vừa có thể mở ra khúc mắc tỉ tỉ chỉ có chúc phúc muội muội. Bên này hai người tại truyền âm, còn thỉnh thoảng nhìn chính mình một chút, giang giật cảm giác càng thêm không hiểu thấu. Bất quá rất nhanh hắn không còn quan tâm bên này, trong mắt quang mang vạn trượng quát lớn, cấm chế buông lỏng, đi, lên núi. Hưu, đang khi nói chuyện, Giang giật thân thể bắn tới, vọt thẳng ra thiên cơ bồng hướng thiên cơ bồng phóng đi. Doãn nhược băng cùng y thiền tỉnh ngộ lại, theo sát phía sau sông Sơn huyền thần Sơn, ba người hóa thành ba đạo thiểm điện, thân thể lóe lên sông lên thiên lộ. chương 1092, Thanh Vân Đường. Ông, Giang giật vừa bay ra thiên cơ bồng, cả tòa huyền thần Sơn chấn động, lập tức đầu kia xoay quanh mà lên thiên lộ phát sáng lên, phía trên ẩn ẩn có thất thải quang mang, tựa như một đầu thật đăng thiên chi lộ. Vù vù, giang giật ba người vừa mới leo lên thiên lộ, vô số thiên cơ bồng sáng lên, tà phi chiến thiên lôi đổ long mấy người cũng phi thân mà ra, trực tiếp bắn thiên lộ mà đi. Bọn hắn lúc đầu phản ứng không có nhanh như vậy, nhưng y thiền đi doãn nhược băng nơi đó, đưa tới rất nhiều người chú ý, giờ phút này ba người khẽ động cũng kinh động đến mọi người. Xoạt, huyền thần sơn dị biến cùng thiên lộ bên trên tán phát ra thất thải quang mang đưa tới phía dưới một mảnh xôn sao, lần này dị biến so dĩ vãng mấy lần còn lớn hơn chẳng lẽ lại huyền thần sơn rốt cục mở ra có thể thẳng lên đỉnh núi hiu 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 càng nhiều người đã bị kinh động như một đám kinh bay tiểu điều từ vô số thiên cơ bồng bên trong bay ra liếc nhìn lại tất cả đều là người bọn hắn đều không có mạo muội hướng lên trên mặt bay mà là đều chỉ lên trời giao lộ dũng mãnh lao tới cái này huyền thần sơn cấm chế rất kỳ diệu Bất kỳ người nào nếu muốn lên sơn đều chỉ có thể từng bước một từ phía trên đường đi đi lên, như nghĩ bay thẳng trên nửa sườn núi coi như cửu đế đều không được. Giang giật cái thứ nhất đạp vào thiên lộ lập tức phát hiện vấn đề, đạp vào bậc thứ nhất bậc thang, hắn cảm giác giống như tiến vào huyền thần cung cửa thứ nhất cầu nại hà, trên thân đột nhiên có gấp trăm lần trọng lực, toàn thân đều trầm xuống. Mà lại hắn hướng cấp thứ hai bậc thang đạp lên lúc, phát hiện trọng lực lại tăng lên, đoán chừng càng hướng lên trên mặt đi, trọng lực hội càng khủng bố hơn. Đi như là đã leo núi, Giang Giật cũng sẽ không có nửa điểm khiếp đảm, hôm nay là cùng Ngao Lư thời gian ước định, còn ra phát hiện ra dị biến, điều này nói rõ hôm nay là tuyệt đối có thể vào huyền thần cung. Còn có thể hay không đi vào, có thể hay không đạt được, tự xem người bản sự cùng cơ duyên. Uống hay, doãn nhược băng cùng y thiền theo sát phía sau, hai người thực lực cùng Giang Giật không sai biệt lắm, đều là thiên quân đỉnh phong, cụ thể là mấy sao võ giả cũng không biết, nhưng tuyệt đối vượt qua tam tinh hai người một bước vào thềm đá thân thể mềm mại cũng run lên nhưng hai người không chỉ có không hoảng hốt ngược lại ánh mắt lộ ra vui mừng đi theo giang giật điên cuồng hướng lên trên mặt lao đi vẻn vẹn mấy hơi thời gian ba người liền lên trăm cấp bậc thang hiu tà phi cùng chiến thiên lôi đi theo ba người về sau hai người là bán thần thực lực nhưng hai người bỏ nấc thang tốc độ lại cùng giang giật ba người không sai biệt lắm khoảng cách giang giật ba người từ đầu đến cuối có trăm cấp bậc thang tả hiếu ở phía sau tổ ban đêm ưng lăng thất kiếm doãn châu chấu đổ long bọn người, đám người này tốc độ rõ ràng so tà phi cùng chiến thiên lôi chậm hơn một tia, mặt mũi tràn đầy trầm tựu, thân thể bốn bể yên tĩnh, chậm rãi bỏ tham đá. Ha ha ha, lăng thất kiếm doãn châu chấu đằng sau một đạo tiếng cuồng tiếu vang lên, một người mặc màu vàng sáng quẻ bào, cầm bạch ngọc ống sáo lời trẻ con răng trắng xinh đẹp thiếu niên như một đạo kiểu lưới kiếm sắc bén siêu việt lăng thất kiếm bọn người, Tốc độ vậy mà so mọi người nhanh rất nhiều, so tà phi chiến thiên lôi còn nhanh hơn một tia. Cái này, kiếm vô ảnh làm sao nhanh như vậy hắn không phải cũng là bốn ngũ tinh thực lực sao? Liên là A, Doãn Châu Chấu cùng Đồ Long không đều là bốn ngũ tinh sao tà phi cùng chiến thiên lôi vẫn là bán thần, vì sao kiếm vô ảnh còn nhanh hơn bọn họ? Phía dưới lập tức một mảnh xôn xao, các đại gia tộc cung phụng cùng cường đại đều không có leo núi, đem cơ hội trước hết để cho cho tự gia công tử tiểu thư, giờ phút này thấy cảnh này nhao nhao kinh ngạc không thôi. Thanh Vân Đường, Phong Hỏa Kiếp, Giấc Mộng Hoàng Lương. Huyền Thần Cung rốt cục mở ra, mọi người ở đây kinh nghi không ngừng lúc, một đạo phiêu miểu thanh âm theo phía tây bầu trời truyền đến, thanh âm kia tựa như cửu thiên chi thượng rơi xuống, có một loại vô thượng uy áp, để cho người ta dựng thẳng vậy mà bắt đầu kính nể. Vô số chiến gia con em nghe được thanh âm này toàn bộ một gối quỷ xuống quát khẽ tham kiến chiến đế. Chiến đế, Huyền thần Sơn hạ trăm vạn người đều bị hù dọa, rất nhiều hướng huyền thần Sơn chạy như bay người đều dừng chân lại, sợ hãi quỳ xuống, nhân vật như vậy ai dám lười biếng, mà lại như chiến đế muốn lên Sơn còn có bọn hắn chuyện gì. Đều đứng lên đi, muốn lên Sơn đều có thể đi thử xem, bất quá vượt qua 40 tuổi tự miễn đi, các người thanh vân đường đều bò không lên, thanh vân đường niên kỳ càng lớn càng khó bò. Chiến đế cũng không có hiện thân, hắn giải đáp mọi người nghi hoặc, dừng một chút hắn lần nữa truyền âm mà đến, huyền đế năm đó có gì huấn, làm huyền thần sơn mở ra thanh vân đường, phong hỏa kiếp, giấc mộng hoàng lương lúc liền là huyền thần cung mở ra ngày, huyền thần cung đời thứ hai chủ nhân cũng sẽ xuất hiện. Chư vị chi bằng đi tranh một chuyến cái cơ duyên này, ai có thể đạt được huyền thần cung, cái kia chính là huyền đế người thừa kế, chiến gia sẽ vĩnh viễn là bằng hữu của hắn. Hoa, huyền thần sơn hạ trong nháy mắt vỡ tổ, vô số người như châu chấu hướng thềm đá dũng mãnh lao tới, bất quá vượt qua 40 tuổi người đều không có đi. Chiến đế nhân vật như vậy cũng sẽ không gạt người, cửu đế gia tộc lão giả cũng đều không nhúc nhích, bọn hắn mặc dù nội tâm rất muốn thử một chút, nhưng chỉ có thể thôi. Chọc giận tới chiến đế, vậy làm sao chết cũng không biết. Trong lúc nói chuyện, Giang giật cùng y thiền doãn nhược băng đã lên ngàn cấp thềm đá, tà phi cùng chiến thiên lôi vẫn như cũ cùng ba người tranh lệch 100 bậc thang, lăng thất kiếm dạ ưng đổ long doãn châu chấu bọn người kém một chút, tại 700 trên bậc thang. Kiếm vô ảnh cái sau vượt cái trước đã lên hơn 800 bậc thang, liền phải đuổi tới tà phi chiến thiên lôi, lại đằng sau thì là đen nghịt một đám người, ít nhất đạt tới hơn hai vạn, bất qua tốc độ đều so đồ long bọn hắn chậm, lăng thi nhã không có thực lực, còn tại 400 cấp trên thềm đá. Giang giật ba người trên thân thể đã trải qua rồi chảy mồ hôi, y thiền doãn nhược băng áo bảo đều bị mồ hôi làm ướt, dán trên lưng lộ ra yểu điệu thân thể, đương nhiên người phía dưới cũng không chịu nổi, ai cũng không tâm tư đến xem những thứ này. Như băng y thiền các người còn có thể được không nếu không ta mang các người đoạn đường. Giang giật không quay đầu lại, mà là phân biệt truyền âm cho hai người, Doãn Nhược Băng miễn cưỡng cười một tiếng truyền âm nói, Giang giật ngươi bỏ ngươi, đừng quản ta, cũng chớ xem thường bản tiểu thư. Y thiền nhàn nhạt hừ một cái, không nói gì bước chân tiếp tục vững vàng hướng lên trên mặt nâng lên, dậm chân mà lên. Giang giật thần thức hướng về sau mặt quét qua, cũng không nói gì tiếp tục bỏ thang đá. Cái này thang đá cũng không biết có bao nhiêu cấp, nhưng Giang giật đoán chừng ít nhất có một vạn cấp, nếu là giữa sườn núi bị xương trắng bao phủ phía trên còn có thềm đá, vậy liền không biết có bao nhiêu cấp. Tộc trưởng, bò tới phía trên nhất tiểu tử kia có chút cổ quái A. À. Huyền đế thành đông trên tường thành, mấy chục cái lão gia hỏa toàn bộ đứng ở trên tường thành, xa xa nhìn qua xa xa huyền thần sơn. Ở giữa nhất một người mặc bạch giáp, mặt trắng không dâu, lưng như kiếm, khuôn mặt hồng nhuận lão giả thình lình liền là đại lục tối cường ba người một trong, chiến đế. Chiến đế nghe được bên người chiến gia cung phụng nghi vấn, trên mặt không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn cũng không có mở miệng, Ngược lại bên cạnh hắn một tên khác bán thần nói tiếp, là có chút kỳ quái, tiểu tử này là cái thứ nhất biết rõ Huyền Thần Sơn dị biến, nếu không cũng sẽ không đi ở trước nhất. Ngươi nhìn hắn đi ở trước nhất, rất là nhẹ nhõm, niên kỷ cũng không vượt qua 25, thực lực tuyệt đối đạt đến ngũ tinh, không phải sẽ không leo dễ dàng như thế. Đây là nhà ai con em, ta làm sao chưa từng nghe nói nếu không phái người đi dò tra thân phận của hắn. Không cần tra xét, Chiến đế khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh nói, thân phận của hắn là giả thân phận chân thật của hắn, các ngươi hẳn là sẽ không lạ lẫm. Giả, dạ, rất nhiều chiến gia bán thần có chút kinh ngạc, lập tức thần thức đều quét tới, một người tựa hồ đoán được cái gì, có chút kinh ngạc nói ra chẳng lẽ hắn chính là. Giang giật, cái gì, sở hữu bán thần trên mặt động dung, một tên lão giả tóc hoa dâm lập tức nổi giận đùng đùng nói ra, tộc trưởng nếu không ta đi xuất thủ đem hắn làm huyền thần cung cũng không thể rơi vào cái này tội đảo gian tế trong tay. Không cần, chiến đế mặt không biểu tình, khoát tay nói, huyền đế di huấn, chỉ cần là nhân tộc đều có thể tham dự cạnh tranh huyền thần cung, tội đảo người cũng là nhân tộc, không trái với quy tắc. Mà lại cũng không cần chúng ta động thủ, đoán chừng huyền thần cung đoạt bảo vẫn chưa xong, võ thương lão già kia liền sẽ tới. chương 1093, cầu tạp Vái Thanh Vân Đường, Phong Hỏa Kiếp, giấc mộng Hoàng Lương đây có phải hay không là muốn tiến vào huyền thần cung, muốn qua ba cửa ải A huyền đế cũng thật sự là, làm phiền toái như vậy làm gì trực tiếp để ngao lưu lựa chọn sử dụng một cái người thừa kế không phải. Bò lên trên 1.500 cấp bậc thang, Giang giật đã thở hồng hộc, bất quá điểm ấy trọng lực với hắn mà nói vẫn không có vấn đề gì. Đằng sau y thiền cùng Doãn Nhược Băng vẫn như cũ có thể chống đỡ, Doãn Nhược Băng niên kỷ so Giang giật muốn nhỏ hơn 3-4 tuổi, y thiền cũng muốn nhỏ hơn 1-2 tuổi, mặc dù Giang giật không biết hai người chiến lực, nhưng y thiền khẳng định không thể so với hắn tranh lệch rất nhiều, Doãn Nhược Băng lại là trời sinh linh thể có thể đuổi theo cũng bình thường. Ba người sau lưng không phải chiến thiên lôi cùng tà phi, mà là kiếm vô ảnh. Kiếm vô ảnh nhỏ tuổi nhất, mới 15-16 tuổi, lại đạt đến bốn ngũ tinh chiến lực, sở dĩ hắn hành tẩu cũng là thoải mái nhất, hắn còn một mặt cười đùa tí từng, ở phía sau đối y thiền cùng doãn nhược băng thỉnh thoảng kêu lên, hai vị tỷ tỷ, muốn hay không đệ đệ giúp các ngươi một cái a à. Doãn nhược băng cùng y thiền đều không để ý đến kiếm vô ảnh, cái này thế nhưng là tiểu sắc quỷ, Bảy tuổi liền đem kiếm phủ mấy cái xinh đẹp thị nữ hy phục lột, từng cái gặm đi qua. Việc này còn bị kiếm đế va vào, treo lên đánh cho một trận. Kiếm vô ảnh đằng sau là tà phi cùng chiến thiên lôi, hai người chiến lực mặc dù tối cường, nhưng hai người niên kỷ đều đạt đến 30, tà phi còn có 33, chiến đế nói qua cái này thanh vân đường niên kỷ càng lớn càng khó bỏ, hai người cùng giang giật ba người đã tranh lệch hơn 100 thềm đá. Đồ long lăng thất kiếm bọn người chậm hơn, đằng sau chen chúc đám người thì bị kéo thành dây dài, theo niên kỳ cùng so sánh thực lực. Có người đứng lên rất nhẹ nhàng, có người lại là mới bò lên trên mấy chục bậc thang cảm giác phi thường khó khăn, còn có càng nhiều người trực tiếp từ bỏ. Có mấy cái hơn 40 tuổi trung niên cường giả không tin ta, nghĩ liều mạng thử một chút, kết quả vẻn vẹn bò lên cấp 10 bậc thang tựu thổ huyết lăn xuống đi. Trần gia lớn lên lão cùng thuật lại bụi cũng tới, đại trưởng lão bước vào nhất cấp bậc thang quả nhiên từ bỏ, thuật lại bụi mang theo mấy tên trần gia con em đi lên, thuật lại bụi ngược lại là tốc độ còn có thể, đã lên hơn 600 thềm đá. Chậm rãi, kiếm vô ảnh siêu việt giang giật ba người, chạy tới phía trước nhất, mà lại tốc độ của hắn còn thật nhanh, bộ pháp rất nhẹ nhàng, để phía dưới kiếm gia tộc nhân hưng phấn vô cùng, cho rằng huyền thần cung tuyệt đối là kiếm gia. Sau nửa canh giờ, kiếm vô ảnh một người xa xa dẫn trước, đã lên 5 ngàn cấp bậc thang, giang giật ba người theo sát phía sau, tại 4 ngàn cấp bậc thang tả hữu Chiến thiên lôi tà phi tại đệ tam cánh quân, ba ngàn cấp năm bậc thang. Đằng sau ban đêm ưng đồ long lăng thất kiếm doãn châu chấu còn có các đại gia tộc đỉnh cấp con em, tại hơn hai ngàn cấp bậc thang tả hữu phía sau cùng thì là một hàng dài, một mực kéo đến chân núi. Lần này gần như tụ tập đông hoàng đại lục sở hữu thiên tài tinh anh con em, theo leo núi tốc độ đó có thể thấy được thiên tư của bọn hắn so sánh. Giang giật cũng rốt cuộc đưa tới phía dưới rất nhiều người chú ý, dù sao giang giật không có danh tiếng gì, bỏ lên lâu như vậy thời gian, lại vẫn có thể tại như vậy phía trước. Lê Thiên, đây là một cái rất tên xa lạ, cũng không phải là rất nổi danh, thậm chí rất nhiều người đều chưa nghe nói qua. Không trải qua biết là Lê Hồng chất tử về sau, rất nhiều người ngược lại là có ấn tượng, Lê Hồng cái này lão sắc ma đại lục lừng lẫy nổi danh. Cứ việc Lê Thiên thân phận bị người vạch trần, nhưng rất nhiều người hay là không dám tin, theo trên tư liệu xem Lê Thiên 28 tuổi, thực lực cũng chỉ có tam tinh A, tuổi tác cùng thực lực là tuyệt đối không có cách nào đi nhanh như vậy. Chiến thiên lôi 30 tuổi, vẻn vẹn lớn hơn hắn 2 tuổi, nhưng nhân ra thế nhưng là bán thần A. Tiểu tử này có vấn đề A, không chỉ là người phía dưới kinh ngạc, chiến thiên lôi giờ phút này cũng kinh nghi, hắn cẩn thận tra xét Lê Thiên tư liệu, theo lý thuyết Lê Thiên giờ phút này hẳn là bị hắn vung đằng sau đi, làm sao càng chạy càng xa. Chẳng lẽ Lê Thiên che giấu thực lực, chiến thiên lôi đôi mắt lấp lóe, nhưng hắn rất nhanh cũng không thèm nghĩ nữa, đây mới là thanh vân đường, mặt trên còn có phong hỏa kiếp giấc mộng hoàng lương hắn tự tin coi như kiếm vô ảnh y thiền giang giật bọn người lên trước thanh vân đường cũng không nhất định có thể vượt qua huyền thần cung chỉ có thể thuộc về hắn tạp phái người tốt nhất đi nhanh điểm như đuổi theo cho ta bên trên nhất định làm thịt ngươi tà phi trong đầu cũng đều là giang giật dáng vẻ trong mắt của hắn hiện lên một tia lạnh ý đối với huyền thần sơn nhà hắn tư liệu rất đầy đủ tại thanh vân trên đường không thể động thủ nhưng phía trên phong hỏa kiếp cùng giấc mộng hoàng lương lại tùy ý có thể động thủ chỉ cần doãn nhược băng y thiền cùng giang giật tách ra, hắn hội không chút do dự đem giang giật xử lý. Lần nữa qua nửa canh giờ, kiếm vô ảnh đã sông lên hơn 8.000 thềm đá, liền muốn sông lên mây mù phía trên biến mất không thấy, giang giật ba người cũng bỏ lên trên 7.000 thềm đá, ba người cảm giác bước chân nặng dị thường, mỗi lần nâng lên một bước đều phi thường khó khăn. Ba người thân eo đã không có cách nào đứng thẳng, doãn nhược băng càng là sắc mặt trắng bệch, thân thể mềm mại rung động bước chân lảo đảo, thật giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống khỏi đi. Phía dưới kỳ thật rất nhiều người bởi vì đứng không vững lăn xuống đi, thất bại trong gang tắc. Giang giật thần thức nhìn lướt qua doãn nhược băng, có chút lo lắng truyền âm nói, như băng, người tạm được sao. Cái này thanh vân đường có một chút phi thường kỳ quái, cùng huyền thần cung bên trong cầu nại hà không giống, nơi này không thể bò. Nếu không giang giật đã sớm bắt đầu bò lên, lúc này không bảo tồn thể lực còn chú trọng phong độ, kia là hành động ngu ngốc hắn đã từng thử qua bò sát, nhưng hai tay vừa chạm đất, cũng cảm giác trọng lực tăng lên gấp đôi, doãn nhược băng cũng truyền âm tới nói cho hắn biết, thanh vân đường là tuyệt đối không thể bò, bò so đi càng tốn sức. Hô hô, doãn nhược băng thật dài ít mấy hơi dừng lại thân hình, trên mặt lộ ra một tia nụ cười miễn cưỡng truyền âm nói, giang giật, đừng quản ta, người nhanh leo đi lên, người nếu có thể đạt được huyền thần cung, đối với ngươi là đại hảo sự, đối với ta, cũng là đại hảo sự, cái gì ngươi ta, giang giật nghe được không hiểu thấu thần thức dò xét đến doãn nhược băng thân thể lại nhoáng một cái hắn cắn răng đột nhiên dừng bước bắt đầu chậm rãi lui ra phía sau tại y thiền ánh mắt kinh ngạc dưới hắn thối lui đến doãn nhược băng bên người một phát bắt được bàn tay nhỏ của nàng truyền âm nói đi ta mang ngươi đi lên bên kia y thiền trong mắt lóe lên một tia tâm tình rất phức tạp nàng đột nhiên truyền âm nói giang giật ngươi không thể nặng bên này nhẹ bên kia a à, muốn dẫn ngươi tựu mang hai cái đi ây giang giật ngượng ngùng nhếch miệng cái này y thiền rõ ràng so doãn nhược băng nhẹ nhõm rất nhiều thân thể mềm mại mặc dù cũng đang rung động nhưng rõ ràng còn có dư lực nàng đây không phải mù ồn ào sao chỉ là y thiền đã mở miệng giang giật cũng không tốt cự tuyệt hắn một cái tay khác bắt lấy y thiền tay nhỏ con mắt đột nhiên nhắm lại hắn tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái tại cái này trong trạng thái sự thống khổ của thân thể hắn sẽ không ảnh hưởng linh hồn cũng có thể để thân thể đạt tới có thể tiếp nhận cực hạn dạng này hành tẩu hiệu suất hội cao rất nhiều Hưu, bước chân hắn sinh phong, tốc độ thoáng cái để thăng lên, hai nữ cảm giác giang giật đại thủ bên trên truyền đến lực đạo cũng dễ dàng rất nhiều, thoáng cái bước nhanh hơn, hướng lên trên mặt nhanh chóng chạy đi. soạt dưới núi người mấy chục vạn con mắt đều đang chăm chú người ở phía trên, giờ phút này nhìn thấy giang giật cử động điên cuồng toàn bộ xôi trào. Lại có người tại như thế tình huống dưới thương hương tiếc ngọc mà lại hắn mang theo doãn nhược băng cùng y thiền đi lên, coi như nhiều hai cái người cạnh tranh, muốn tán gái cũng không phải dạng này ngâm pháp a. À đương nhiên cũng không ít người chua chua hai vị này thế nhưng là đại lục tuyệt đại song kiêu a à, có thể kéo một người tay nhỏ đủ để cho rất nhiều nam tử điên cuồng người này thế mà có thể bắt lấy hai người tay nhỏ bực này diễm phúc đủ để cho rất nhiều người bạo tẩu a à, tạp vái cầu tạp vái đủ tạp trùng tà phi nghe được phía dưới tiếng ồn ào thần thức hướng lên trên mặt tìm tòi thân thể run lên kém chút bước chân trượt đi lăn xuống đi giang giật có thể kéo lấy y thiền tay đây không phải để hắn nổi giận nhất hắn nhất sinh khí chính là tâm cao khí ngạo y thiền, lại cam tâm tình nguyện để một cái nam tử giữ chặt tay của mình. chương 1094, Phong Hỏa Kiếp Dưới tầng mây theo tính được, hẳn là có một vạn thềm đá dáng vẻ, tại huyền thần Sơn dị biến sau một canh giờ dưới, kiếm vô ảnh đã trước tiên vọt lên thượng vân tầng phía trên, hoàn toàn biến mất tại nhân dân trong tầm mắt. Về sau đệ nhị cánh quân, Giang giật còn lôi kéo hai nữ tử tay tại hơn 8.000 trên thềm đá, trên mặt hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ, tựa như mang theo hai cái mỹ nhân ở đi bộ nhàn nhã. Chỉ có y thiền cùng doãn nhược băng mới biết được, giang giật thân thể chính tiếp nhận bao lớn trọng áp, hắn toàn thân không có một chỗ cơ bắp không đang run động, hắn xương cốt không ngừng đang vang lên, nhưng hắn bước chân chưa bao giờ ngừng qua. Giang giật, ngừng, chính chúng ta có thể đi. Doãn nhược băng không ngừng truyền âm, trên mặt đều là vẻ cầu khẩn, nhưng giang giật lại ngoảnh mặt làm ngơ. Y thiền một đôi mắt đẹp cũng thỉnh thoảng quét tới, bất quá nàng chưa hề nói bất luận cái gì lời nói, nhưng nàng bước chân tăng nhanh một chút, không cho Giang giật phế như vậy đại lực khí mang nàng. Cửu thiên cấp bậc thang, Giang giật miệng mũi bắt đầu chảy máu, con mắt trong lỗ tai ẩn ẩn cũng có tiên huyết tràn ra, hiển nhiên thân thể không chịu nổi gánh nặng nhanh không chống nổi, cước bộ của hắn cũng rốt cục chậm lại, cũng như năm đó ở trên cầu nại hà bò sát. Giang giật, Giang giật, dừng lại được không, chính ta có thể đi. Doãn nhược băng truyền âm bên trong đã mang theo tiếng khóc, nhưng nàng tiếp nhận áp lực cũng phi thường lớn, nếu không phải giang giật mang theo nàng giờ phút này khẳng định còn tại bảy tám ngàn trên bậc thang ngậm miệng giang giật rốt cuộc truyền âm đến đây ta có thể hay không chịu nổi chính ta tâm lý nắm chắc ngoan ngoãn đuổi theo khác đừng phân lòng ta cái này một phương bá chủ đạo truyền âm để doãn nhược băng yên tĩnh xuống không còn truyền âm nàng không có nửa điểm sinh khí ngược lại giống như một cái tiểu nữ nhân nhìn qua giang giật trong mắt đều là nhu tình cùng ái náy ai đi thiền dư quang thấy được doãn nhược băng biểu lộ thân thể khẽ run lên, khóe miệng lộ ra một tia đắng chát. Nàng đột nhiên cắn răng tăng nhanh một tia bước chân, không còn bởi giang giật mang theo, ngược lại muốn mang lấy giang giật cùng doãn nhược băng đi, nhưng giang giật phản ứng rất nhanh, đồng dạng truyền âm qua, y thiền, đừng xem thường ra, điểm ấy khổ đối ra tới nói không tính là gì, người hẳn là minh bạch. Y thiền chớp mắt, bước chân chậm lại, nàng quay đầu nhìn một cái đã bị máu tươi nhiễm đỏ nửa người giang giật, cúi đầu trầm mặc xuống dưới, giang giật có giang giật kiên trì, nàng biết rõ Giang Giật đây cũng là tại báo ân, nàng lựa chọn tôn trọng Giang Giật. Tà Phi cùng chiến thiên lôi tốc độ cũng không tệ lắm, đã đạt đến 8.000 bậc thang, chiến thiên lôi nhắm mắt lại, một mặt trầm tựu, Tà Phi thì đôi mắt lấp lóe, bên trong đều là tức giận cùng sát khí. Tà Huynh, tiếp tục nữa, không chỉ có giết không chết người muốn giết người, ngược lại chính người đều vào không được huyền thần cung. Chiến thiên lôi đột nhiên truyền âm tới, để Tà Phi nội tâm chấn động, Hắn ngạc nhiên nhìn một cái trầm mặc bò thềm đá chiến thiên lôi, rất nhanh tỉnh mộ lại. Lê Trời mặc dù là doãn nhược băng biểu ca, nhưng đã có thể bò nhanh như vậy, đó chính là hắn chiến thiên lôi mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh, hắn đoán chừng cũng hữu tâm giết chết Lê Thiên, chỉ là sẽ không nói ra mà thôi. Hô hô, ta phi thật dài phun ra hai cái, để cho mình nội tâm bình tĩnh trở lại. Chiến thiên lôi nói không sai, thanh vân đường phong hỏa kiếp sắc mộng hoàng lương cái này ba cửa ải thế nhưng là phi thường hung hiểm như hắn không tỉnh táo xuống tới chính mình cũng vào không được huyền thần cung lại như thế nào giết chết lê thiên tà phi cùng chiến thiên lôi phía sau đệ tứ cánh quân giờ phút này lại không phải đồ long dạ ưng bọn hắn ngược lại là ba cái đối với người phía dưới tới nói rất là khuôn mặt xa lạ bất quá vẫn là có người nhận ra ba người người phía dưới cũng đều đang nghị luận ba người này âm đế tôn tử quả nhiên bất phàm thuật lại bội nghe nói là tam tinh thực lực xem ra không chỉ tam tinh a à. Ở giữa người này ban đêm ra con em A à giống như gọi đêm cửu lạnh người này thật trẻ tuổi, không đến 20A à thế mà một mực cũng giấu giếm thực lực, không biểu hiện hạt xương, không phải lần này cũng không biết dạ ra dạ còn có thiên tài như thế con em. Mặc ra mực sáu cũng không tệ, 23 tuổi tự đạt đến tứ tinh, tiền đồ bất khả hạn lượng A. À. Đồ long lăng thất kiếm doãn châu chấu dạ ưng bọn người bởi vì nhiên kỷ quá lớn, ngược lại bị ba người này siêu việt, bất quá đồ long doãn châu chấu bọn người giờ phút này cũng đến hơn 6.000 cấp bậc thang. Lần này đi Thanh Vân Đường, mọi người cũng phát hiện rất nhiều ẩn tàng thiên tài, đồ long bọn người đi theo phía sau ít nhất trên vạn người, thậm chí 13-14 tuổi thiếu niên đều có rất nhiều, những thiếu niên kia tốc độ đều rất nhanh, để đồ long bọn người vì đó xấu hổ. Đương nhiên, đây chỉ là Thanh Vân Đường mà thôi. Muốn vào huyền thần cung, còn có phong hỏa kiếp giấc mộng hoàng lương, lại nói vào huyền thần cung tựu nhất định có thể được đến huyền thần cung đồ long bọn hắn không cho rằng như vậy. Huyền thần cung bên trong khẳng định càng hung hiểm cuối cùng còn phải xem cá nhân thực lực cùng vận khí, vận khí thành phần muốn chiếm cứ rất lớn một phần. Phốc, sau gần nửa canh giờ, giang giật ba người đã lên hơn không cấp nước thang, phía trên mây mù có thể thấy rõ ràng, giang giật cũng rốt cuộc chịu không được cuồng phún một ngụm máu tươi, bước chân ngừng lại. Như băng, y thiền, con đường tiếp theo các ngươi đến đi. Giang giật bất đắc dĩ mở to mắt, đứng đấy vận công điều tức, doãn nhược băng hai mắt đẫm lệ, không ngừng gật đầu, y thiền cũng đắng chắt cười một tiếng truyền âm nói. Giang giật, ngươi nếu không mang theo chúng ta, giờ phút này đã đi qua thanh vân đường, tội gì khổ như thế chứ ngươi không phải rất muốn đạt được huyền thần cung sao. Giang giật lau đi khóe miệng tiên huyết, truyền âm nói, Tấn khác đừng, lâm kỳ khỏa nước mắt, khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân a. À. Cái này huyền thần cung là của ta, nó chạy không được, không phải của ta, nhanh cũng vô dụng. Y thiền bay giang giật một chút, khóe mắt đuôi lông mày đều là mị, thấy giang giật kém chút thân thể run lên lăn xuống đi, ba người cắn chặt răng từng bước một hướng lên trên mặt bò hao tốn ba nén hương thời gian rốt cục lên một vạn cấp bậc thang tại ba người tiến vào mây mù một khắc này ba người trước mắt bạch quang lóe lên trên người trọng lực cũng đột nhiên biến mất hầu như không còn trước mắt hình tượng lại là biến đổi đây chính là phong hỏa kiếp sang giật lau đi khóe miệng tiên huyết nhìn qua phía trước một đạo cầu đá mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đây chỉ là một đầu nghiêng nghiêng hướng lên trên mới dọc theo cầu đá dưới cầu lại là vực sâu không đáy cầu kia một đầu hoàn toàn không nhìn thấy cuối cùng, cầu đá rất hẹp chỉ có thể một người thông qua, nhưng... Phía trên cảm giác không thấy bất kỳ nguy hiểm nào. Ha ha, y thiền cười nhạt một tiếng, trên thân nguyên lực chấn động, đem trên thân mồ hôi bốc hơi, lúc này mới nói ra, ngươi chớ xem thường cái này phong hỏa kiếp, cầu kia bên trên sẽ thỉnh thoảng xuất hiện mãnh liệt gương phong cùng rơi xuống thiên hỏa, mà lại một khi rơi xuống dưới cầu, sẽ tại bên trong cầm tù 10 năm, lại bị truyền tống ra ngoài. Doãn nhược băng nhẹ gật đầu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, đôi mắt sáng lên hưng phấn nói, hì hì, giang giật, người thật giống như không sợ cương phong a à. Ách, không đúng, người thật giống như cũng không sợ hỏa. Ha ha ha, giang giật vốn định lau trước ngực áo choàng nhưng đã bị máu tươi nhiễm đỏ, hắn dứt khoát trực tiếp đem áo choàng xé rách, lộ ra tấm đâm cơ ngực. Hắn nhếch miệng cười nói, các người xác định cái này phong hỏa kiếp chỉ có cương phong cùng thiên hỏa giống như chỉ là hai thứ này, ta chớp mắt thời gian mang các ngươi xông qua, doãn nhược băng cùng y thiền không có trả lời ngược lại đều đỏ mặt quay đầu ra đi doãn nhược băng còn cáu giận nói giang giật người đùa nghịch lưu manh nhanh mặc xong quần áo hắc hắc giang giật trong tay cổ thần nguyên giới sáng lên muốn lấy ra một kiện mới áo choàng thay đổi nhưng để hắn kinh ngạc là giới chỉ sáng lên lại không có cái gì xuất hiện nơi này tựa hồ không thể sử dụng cổ thần nguyên giới hắn lại thử một chút hỏa linh châu phát hiện cũng không lấy ra đồ vật về sau bất đắc dĩ nhún vai một cái nói không có cách nơi này đổi không được y phục, chỉ có thể để các ngươi chiếm chiếm tiện nghi. Phi, chương 1095, thiếu nữ sát thủ. Y thiền cùng doãn nhược băng thử một chút phát hiện không cách nào lấy ra đồ vật về sau, chỉ có thể coi như thôi, nhưng hai người vẫn như cũng không dám nhìn tới giang giật. Hai người đều là thiên kim đại tiểu thư, bình thường những công tử kia bọn họ tại trước mặt hai người đều sợ y phục có nửa điểm không ngay ngắn, kia giống như giang giật dạng này lưu manh, trực tiếp hở ngược lộ sữa, xấu hổ hai người hận không thể xuyên hồi trở lại thanh vân đường đi. Tốt, hai người các ngươi nhăn nhăn nhó nhó làm gì, ra cũng không phải không có mặc quần, ra bị thua thiệt đều không nói cái gì, các ngươi còn dạng này, các ngươi về sau sớm muộn muốn nhìn thân thể nam nhân nha. Giang giật xem hai người không đi, nhếch miệng lẩm bẩm nói, gặp y thiền ánh mắt giết người vội vàng không dám nói, ngượng ngùng sờ lên cái mũi hướng phía trước đi đến, vừa đi vừa trầm giọng nói, được rồi, các ngươi đi theo ta, mau chóng thông qua phong hỏa kiếp đi, các ngươi còn không đi chiến thiên lôi tả phi sắp đuổi kịp nghe được câu nói sau cùng hai người biến sắc vội vàng đuổi theo giang giật doãn nhược băng đi ở phía trước nhìn thấy giang giật trần trụi phía sau lưng nhìn xem sau lưng của hắn như đau gọt đường cong mặt nàng vừa đỏ như hỏa thiêu con mắt nhìn xem cước nhưng thỉnh thoảng lại nhịn không được nhìn lén một chút loại kia thiếu nữ kiều mị thấy khiến nam nhân tâm động y thiền đi theo cuối cùng tốt một chút nhưng con mắt khi rảnh rỗi vậy mà quét mắt một vòng giang giật phía sau lưng trong mắt lóe lên vẻ thẹn thùng. Không thể không nói giang giật dáng người chân tâm là tốt, rộng eo hẹp, đường cong hoàn mỹ, da thịt trắng nõn nhưng lại không mất khỏe mạnh quang trạch, trên thân tản mát ra nồng đậm nam tính mị lực. Cái này phải vào hoàng đế trong hậu cung, không phải bị một đám phi tử mạnh lên không thể. Khốn long thảo cải tiến qua hình thể, kia là hoàn mỹ nhất, nghĩ không hấp dẫn người đều không được. Giang giật đã nhận ra hai người dị dạng, bất đắc dĩ dừng bước lại quay đầu nhìn hai người nói, ta nói hai vị đại tiểu thư, các người khác đừng cố lấy thất thần a nơi này rất nguy hiểm có được hay không muốn nhìn sau khi rời khỏi đây ta cởi sạch cho các người xem phi hai người khẽ gắt một cái quay đầu ra đi giang giật cười ha ha hướng phía trước nhanh chân lao nhanh lần này nhắm mắt lại tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái hắn cũng không dám phi hành nơi này đã chỉ có một đầu duy nhất cầu đá kia phi hành khẳng định nguy hiểm hơn phía sau hai người đi qua ngắn ngùi nổi giận về sau cũng thu nạp suy nghĩ tăng tốc bước chân đi theo giang giật suy suy không đi ra ngoài trăm trượng phía trước chuyển đến một đạo rất nhỏ tiếng xé gió thanh âm phi thường nhỏ bị ba người tiếng bước chân đều che giấu bất quá làm sao có thể giấu giếm được giang giật hắn rõ ràng dò xét đến bên trái đằng trước có hai cỗ cương phong gào thét mà đến cương phong phi thường nồng đậm ít nhất đạt tới ban đêm cao trăm trượng không nồng độ uống vô danh công pháp vận chuyển giang giật hai tay múa những cái kia cương phong chủ động hướng hai tay của hắn bay đi nhẹ nhõm bị hắn hút vào đi vào không có một tia bỏ sót, thấy Doãn Nhược Băng cùng Y Thiền đôi mắt sáng lấp lánh. Trong hai người tâm cảm khái không thôi, cương phong giang giật đều có thể hấp thu, cái này huyền đế cung xem ra rất có thể là hắn, dù sao hơn 70 vạn năm qua, giang giật là trừ huyền đế cái thứ hai có thể hấp thu cương phong. Tiếp tục tiến lên, vẹn vẹn đi qua 30 trượng lộ trình, phía trước trên bầu trời không gian kịch liệt ba động, một đầu hỏa long gào thét mà tới. Kia hỏa long là bị vô số màu đen hỏa diễm tạo thành, vừa xuất hiện bốn phía nhiệt độ tự kịch liệt tăng lên doãn nhược băng cùng y thiền toàn thân áo bảo đều có thiêu đốt xu thế màu đen hỏa diếm xuất hiện quá đột nhiên cũng xuất hiện quá nhanh cẩn thận sang giật quát khẽ một tiếng thân thể nhanh chóng lui nhanh trực tiếp lưng mỏi ôm lấy doãn nhược băng tiếp lấy lại hướng y thiền phóng đi nhưng mà y thiền trên thân lôi điện lấp lánh những cái kia lôi điện tại nàng bên ngoài thân nhanh chóng du tẩu hình thành một cái lôi điện tạo thành vòng bảo hộ nàng khẽ kêu nói không cần phải để ý đến ta đi Tốt, Giang Giật cũng không miễn cưỡng, ôm Doãn Nhược Băng hướng phía trước lao nhanh, hắn trên đai lưng cài lấy Hỏa Long Châu đã phát sáng lên, một cái hoàn toàn trong suốt vòng bảo hộ xuất hiện, đem hắn thân thể bao phủ đi vào. Doãn Nhược Băng bị hắn ôm tự nhiên cũng tại vòng bảo hộ bên trong, không có cảm nhận được nửa điểm nhiệt độ cao. A, à, Doãn Nhược Băng phát ra một tiếng kinh nghệ, sắc mặt đỏ đến nóng hổi, nhưng không chỉ có không có phản kháng dễ dụa, ngược lại hai tay vẻn vẹn ôm Giang Giật cổ, đầu cũng vùi vào hắn trước ngực, nghe giang giật trên thân phát ra nam tính dương cương khí tức, nàng toàn thân đều như nhũn ra, xấu hổ không dám gặp người. Phá, phía sau y thiền khẽ kêu một tiếng, trên người lôi điện bay ra một chút, hóa thành mấy trăm đầu lôi long hướng lên trên không thiên hỏa hắc long đánh tới, hắc long bỗng chốc bị nổ phá thành mảnh nhỏ, rơi xuống dưới cầu đá hai bên khói đen che phủ dưới vực sâu vô tận. Tốt, an toàn, giang giật đợi một hồi, đem doãn nhược băng để xuống, nhưng doãn nhược băng hai chân như nhũn ra, thế mà đi không được đường, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại cũng không nói chuyện chỉ là cúi đầu lên tiếng như băng muội muội đi. Ti Thiên nhìn thấy Doãn Nhược băng không đi thúc giục một tiếng lập tức trêu chọc truyền âm nói cô gái nhỏ người cũng không phải chưa từng thấy nam nhân làm sao như vậy không thận trọng hào phóng ta khác đừng mất ngươi Doãn gia đại tiểu thư tên tuổi Thiên tỷ tỷ nhân gia không tới người cũng díu cợt ta Doãn Nhược băng rậm chân một cái vừa thẹn lại giận quay đầu truyền âm nói vậy tiểu nữ người thần sắc nào có doãn ra đại tiểu thư thì ra là phong thái bất quá y thiền nói chuyện, doãn nhược băng ngược lại là bình tĩnh mấy phần, bước nhanh hướng phía trước giang giật đuổi theo. Ai, y thiền khe khẽ thở dài, nàng lắc đầu cười khẽ, dùng chính mình mới có thể nghe được thanh âm lẩm bẩm nói, giang giật, người đến cùng có cái gì tốt để chúng ta doãn đại tiểu thư không tiếc buông xuống tư thái, buông xuống gia tộc, quên đi tất cả, dứt khoát. Thích người đây, chẳng lẽ là ác ma mỉm cười cũng đúng, năm đó ra ra ác ma mỉm cười để thiên hạ nữ tử cũng vì đó mê muội đâu y thiền nhớ tới năm đó họa nhai bên trong giang giật kia quỷ mị cười một tiếng ám đạo ra ra hắn cái này thần thông quả thực là thiếu nữ sát thủ a à. cũng không biết ra ra của nàng phải chăng bởi vì quá nhiều nữ tử thích sợ thiếu quá đa tình nợ mới xuất ra làm hòa thượng suy suy phía trước lại vang lên cương phong thanh âm y thiền vội vàng thu hồi suy nghĩ đi theo tiến lên có giang giật ở phía trước chịu lấy nghề này đi quả nhiên nhanh chóng lần này cương phong mặc dù nồng nặc một chút nhưng nhẹ nhõm đều bị giang giật hấp thu căn bản không cần các nàng tốn sức cương phong về sau lại là thiên hỏa lần này thiên hỏa càng phát hung tàn giang giật quay đầu lại đem doãn nhược băng ôm y thiền bên ngoài cơ thể một mực có lôi điện hộ thể cũng là không cần lo lắng cái này lôi điện là nàng thông qua một loại y gia cường đại thần thông bôn lôi công cảm mộ lôi hệ đạo văn là lục tinh đạo văn có thể phòng ngự cũng có thể công kích dị thường hung tàn cô nàng này rõ ràng có tích lửa thần công lại giả vờ làm một cái tay chói gà không chặt tiểu nữ tử, yêu đương bên trong nữ nhân quả nhiên lại biến thành ngớ ngẩn a à, cũng không biết thận trọng một chút. Nhìn thấy doãn nhược băng như một cái tiểu miêu rúc vào giang giật trong ngực, y thiền nội tâm rất là phức tạp, còn có một cỗ nhà nhạt, nhạt vị chua, nàng nhẹ nhàng thở dài, phát hiện chính mình biến thành bóng đèn, rất là xấu hổ. Giang giật các loại chờ hỏa long qua đi, đem doãn nhược băng để xuống, nghĩ nghĩ nói ra, được rồi, như băng, ta còn là có người đi đi, dạng này quá chậm. Doãn nhược băng có chút nghiêng đầu, dùng ánh mắt còn lại nhìn lướt qua y thiền, cắn cắn bối môi nói cái này. Không tốt ra à ta có thể làm. Phốc, y thiền cười khúc khích, lắc đầu cười khổ nói, như băng muội muội, người có thể làm ta không có ở đây, ta có thể cái gì cũng không thấy. chương 1096, ngươi, có thể xuống tới, doãn nhược băng cuối cùng vẫn lựa chọn bị giang giật cóng đi, bởi vì đến đằng sau cương phong cùng thiên hỏa càng lúc càng nồng nặc, càng ngày càng hung tàn, các loại chờ giang giật bọn hắn bôn tẩu ba ngàn trượng khoảng cách về sau cương phong mức độ đậm đặc đã nhưng so sánh cao ngàn trượng giống nếu không phải có giang giật y thiền muốn xông qua khẳng định phi thường khó khăn cái này phong hỏa kiếp ít nhất phải đào thải hơn phân nửa người a không đạt tới tam tứ tinh thực lực không có đặc biệt thủ đoạn hoặc là bảo vật căn bản là không có cách thông qua giang giật âm thầm cảm khái thiên hỏa cũng càng ngày càng hung tàn mỗi lần xuất hiện không có nửa điểm dấu hiệu mà lại nhiệt độ dị thường cao đương nhiên đối với hắn mà nói không có nửa điểm áp lực, chỉ là y thiền hành tàu tốc độ chậm mấy phần. Lần nữa đi lại trăm trượng, hắn dừng bước lại, nhìn qua đi theo đằng sau hơn 10 trượng y thiền, thấy được nàng trên cổ sóng nhiệt lâm ly, áo bảo đều ướt đẫm, thở cũng như trâu, nhíu nhíu mày nói, y tiểu thư, nếu không, ta mang theo người đi đi, không cần, y thiền cắn chặt hai hàm răng trắng là nói, ta có thể làm, người đi người đi. Giang giật nhìn thoáng qua không còn nói, sau lưng doãn nhược băng lại truyền âm nói thiên tỷ tỷ ngươi vẫn là bảo tồn một chút thực lực đi giấc mộng hoàng lương thế nhưng là nguy hiểm hơn một cái không tốt có thể muốn nhốt ở bên trong y thiền vẫn lắc đầu một cái doãn nhược băng đành phải không còn khuyên nhiều y thiền người này tính khí một mực như thế xem nhẹ thiên hạ đấm mày dâu như thế nào lại để một cái nam tử hỗ trợ dù cho hắn là giang giật cũng may lần nữa đi về phía trước trăm trượng khoảng cách phía trước ngoài mấy trăm trượng rốt cục thấy được cuối cùng cái này phong hỏa kiếp lập tức sẽ qua. Có một cái tuyệt thế xinh đẹp, cảm thụ được thân thể nàng kinh người xúc cảm, phía sau lưng còn ngẫu nhiên có thể cùng trước ngực nàng mềm nhũn đụng chạm thoáng cái, giang giật nội tâm kỳ thật cũng không có quá nhiều ý niệm, hoặc là nói hắn không dám có quá nhiều ý niệm. Mặc dù Doãn Nhược Băng nói muốn hủy hôn, nhưng giang giật thật không nghĩ nhiều, cưới không phải tốt như vậy lui. Lui một vạn bước nói, coi như có thể lui lại như thế nào Doãn Nhược Băng hội vứt bỏ gia tộc, vứt bỏ phụ mẫu, vứt bỏ tộc nhân đi theo hắn doãn đế còn không phải tự mình đuổi giết hắn lại lui một vạn bước nói coi như doãn nhược băng thật dám hắn có dám hay không tiếp nhận phần này nặng nề tình cảm còn khác nói có nợ tốt trả tình nợ lại là khó khăn nhất cống sở dĩ giang giật không dám lại quá nhiều ý niệm chỉ là đơn thuần xem như báo ân trợ giúp doãn nhược băng mà thôi hưu một bên trầm tư một bên bôn tẩu bên trong cương phong lại tới lần này cương phong vô cùng nồng đậm mà lại cương phong còn quấn quyết lấy nhau lại như cương phong chi nhận, tốc độ nhanh mấy lần. Giang giật hai tay múa, vô danh công pháp vận chuyển, nhanh chóng hấp thu cương phong, hắn thứ 9 khỏa tinh thần có thể dung nạp vô tận cương phong, đừng nói điểm ấy coi như lại hấp thu vài chục năm đều đầy không được. Cái này cương phong dung hợp cùng ta dung hợp biện pháp không giống a. Giang giật tại thiên nhân hợp nhất trong trạng thái, tinh tế dò xét cương phong, phát hiện cái này cương phong chi nhận dung hợp đến so với hắn càng hoàn mỹ hơn một chút hắn dung hợp biện pháp tựa như cưỡng ép đem cương phong đè ép ghép lại với nhau mà ở trong đó cương phong lại giống như bím đồng dạng hoàn toàn xoắn ở cùng nhau chặt chẽ không thể tách rời ừm loại phương pháp này ngược lại là có thể tham khảo giống như có thể dung hợp ra đoán chừng cương phong chi nhận uy lực hội càng lớn nội tâm của hắn khẽ động bước chân thả chậm hấp thu cương phong tốc độ cũng thay đổi chậm quên đi hết thảy hết sức chăm chú đi lĩnh hội nơi này cương phong dung hợp kỹ xảo lần này bay tới ba thanh dung hợp cương phong Giang giật đem toàn bộ cương phong sau khi hấp thu, lại phát hiện cái này cương phong tiến vào thể nội cũng giống vậy chặt chẽ không thể tách rời, đây là hoàn toàn dung hợp cương phong. Suy suy, phía trước bầu trời đột một vỡ ra, ba đầu màu đen hỏa long gào thét mà xuống, lần này hỏa long cũng cùng trước kia khác biệt, ba đầu hỏa long bên trong thế mà cũng là dung hợp mà thành, mỗi lần đầu hỏa long bên trong đều có hai đầu. Giang giật nội tâm lần nữa chấn động, cái này dung hợp hỏa long cùng vừa rồi dung hợp cương phong đồng dạng, thế mà cũng là hoàn mỹ dung hợp, chặt chẽ không thể tách rời, uy lực không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy, nhiệt độ khẳng định cao rất nhiều. Y thiền, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, thần thức đột nhiên hướng sau lưng quét tới, phát hiện y thiền trên người lôi điện nhiều gấp đôi, miễn cưỡng có thể ngăn cản mới thở dài một hơi. Nhà đầu này xem ra thực lực rất không tệ, có thể tiếp tục kiên trì. Hắn cũng không muốn quản nhiều, tiếp tục khóa chặt không chung ba đầu hỏa long, ý đồ trong tham mộ dung hợp kỹ xảo. Đây là làm sao dung hợp, làm sao dung hợp đến như vậy hoàn mỹ? Giang giật nghi vấn đầy đầu, căn bản không nghĩ ra, hắn chỉ có thể đem tốc độ thả chậm hơn, dụng tâm đi cảm ngộ. Đoạn này đường vừa rồi hắn cảm giác có chút trưởng, giờ phút này lại hận không thể lại trưởng gấp 10, dạng này hắn liền có thể càng nhiều quan sát nơi này cương phong cùng hỏa long, từ đó ở bên trong tìm hiểu ra dung hợp đạo lý. Phong Hỏa Kiếp Y Thiền cùng Doãn Nhược Băng đều nói không thể lui, chỉ có thể tiến lên, về phần tại sao hai người không nói Giang giật cũng không có hỏi. Sở dĩ đi qua đoạn này cầu đá về sau, hắn cũng không biết đằng sau có thể hay không xuất hiện cương phong cùng thiên hỏa. Giang giật, đi nhanh điểm, ta có thể chịu nổi, người nếu là đi chậm như vậy, ta sợ liền muốn không chống nổi. Trong trầm tư Giang giật bị một đạo truyền âm đánh thức, hắn thần thức hướng về sau mặt quét qua, phát hiện y thiền toàn thân đều theo trong nước vớt lên đến, phái toàn bộ dán tại thân thể mềm mại bên trên, đường cong là lướt hoàn toàn cũng hiển lộ ra, cổ nàng cùng cánh tay đỏ tươi như máu, cái này nhiệt độ cao để nàng rất là khó chịu. Tốt ha, à, Giang giật chỉ có thể tăng nhanh một chút tốc độ, nhưng tâm thần vẫn như cố toàn bộ yên lặng tại cương phong cùng hỏa long bên trong. 300 trượt, trăm trượt, 30 trường, phía trước liền là phong hỏa kiếp cuối cùng, Giang giật nội tâm dâng lên một tia bất đắc dĩ, hắn vẫn không thể nào hiểu thấu đáo cái này dung hợp quyết khiếu, xem ra chỉ có thể chờ đợi về sau lại tìm hiểu. Đi, phía trước cũng không có kiếm vô ảnh thân ảnh, nói rõ hắn đã sớm đi giấc mộng hoàng lương bên trong giang giật không dám tiếp tục chậm trễ thời gian bước nhanh hơn tại hắn thân thể liền muốn xuyên qua cầu đá lúc bầu trời đột nhiên kịch liệt chấn động một đầu to lớn cương phong phong long cùng một đầu to lớn màu đen hỏa long ra giữa không trung kia cương phong rõ ràng dung hợp ba lần mà hỏa long cũng ít nhất là ba đầu trở lên tiểu hỏa long dung hợp mà thành không được giang giật nội tâm chấn động thần thức đột nhiên hướng về sau mặt quét tới quả nhiên thấy y thiền trong mắt đều là hoảng sợ thân thể lảo đảo lui về phía sau mấy bước nhưng một lui lại phía sau không gian cũng kịch liệt ba động hai đầu cùng phía trước giống nhau như đúc cương phong phong long to lớn hỏa long xuất hiện đem lôi điện vòng bảo hộ rút lui giang giật bạo giống một tiếng thân thể như kiểu lưới kiếm sắc bén bắn nhanh mà đi y thiền tỉnh ngộ lại bên ngoài cơ thể lôi điện biến mất thân thể bị giang giật một cái tay ôm lấy hắn một cái tay khác múa nhanh chóng hướng cầu đá cuối cùng cấp tốc phóng đi a à, y thiền trên người quần áo đều ướt đẫm mà giang giật thân trên áo không mảnh vải, sở dĩ cảm giác hai người tựa như đỏ thân khỏa thân quan tâm cùng một chỗ, y thiền thân thể mềm mại kịch liệt run lên, theo bản năng ngẩng đầu, lại nhìn thấy doãn nhược băng một đôi đều là hí ngược con ngươi. Thiền tỷ tỷ, người có thể làm ta không có ở đây, ta có thể cái gì cũng không thấy. Doãn nhược băng bờ môi khẽ động cười hì hì truyền âm nói, y thiền càng thêm xấu hổ hận không thể tìm kẽ đất chui vào. Nàng nhắm mắt lại miệng lớn hấp khí, muốn cho chính mình bình tĩnh trở lại, tận lực không cho Giang giật nhìn ra mánh khóe, ai ngờ Giang giật thanh âm rất nhanh vang lên, y tiểu thư, ngươi, có thể xuống tới, a à, y thiền mở to mắt, phát hiện đã đến tổ đá cuối cùng, phía trước có một đạo lóng lánh ánh sáng cửa đá, Giang giật đã sớm đứng tại cửa đá bên ngoài buông lỏng tay ra, mà chính mình hai tay vẫn còn gắt gao ôm hắn hổ khu. chương 1097, Giấc Mộng Hoàng Lương vì sao cái này phong hỏa kiếp khó khăn như vậy người có thể thông qua sao y thiền theo giang giật trên thân nhảy xuống về sau, giang giật vì hóa giải xấu hổ mở miệng hỏi ra nội tâm một nỗi nghi hoặc cuối cùng kia hai đầu cương phong phong long cùng hỏa long quá bá đạo giang giật tin tưởng ngoại trừ số ít mấy người có thể thông qua bên ngoài bình thường người hẳn là qua không được huyền đế thiết lập như thế khó khăn cửa ải cái này còn để mọi người tới cạnh tranh cái giám a à hay là đây là ngao lư thiết định nhưng ngao lư năm năm trước liền biết hắn có thể hấp thu cương phong hẳn là ba người chúng ta cùng đi nguyên nhân doãn nhược băng cũng sớm theo giang giật trên lưng nhảy xuống Nàng ngược lại là không có như vậy xấu hổ, nàng nghĩ nghĩ nói ra, Thanh Vân Đường, Phong Hỏa Kiếp, giấc mộng Hoàng Lương đã từng Huyền Đế mở ra một lần, cửu đế gia tộc đều có ghi chép, lúc ấy Huyền Đế nói ai có thể đi qua cái này ba cửa ải, còn có thể tiến vào Huyền Thần Cung tầng 18, liền có thể trở thành đệ tử của hắn. Lúc ấy đại lục oanh động, kết quả chỉ có hơn 100 người qua cái này ba cửa ải, cuối cùng đạt tới tầng 18 một người cũng không có. Thanh Vân Đường lớn tuổi lên không được, Phong Hỏa Kiếp thực lực không mạnh hơn không được còn như giấc mộng hoàng lương tụ khảo nghiệm tâm tính cùng linh hồn sở dĩ phong hỏa kiếp hẳn là không khó như vậy rất có thể là ba người chúng ta cùng đi nguyên nhân tâm tính cùng linh hồn giang giật không có đi quản phong hỏa kiếp nghĩ đến giấc mộng hoàng lương hắn một trận nhức cả trứng linh hồn hắn không tính quá mạnh cùng những này cửu đế gia tộc tử đệ tranh lệch có chút lớn cửa này khổ sở a à. đi qua trong khoảng thời gian này y thiền ngược lại là khôi phục lại nàng nguyên lực chấn động đem trên thân hơi nước bốc hơi sạch sẽ lúc này mới nhìn một cái giang giật nói, ra ra của ta trước khi đến nói qua, cửa này ngươi phải nhớ kỹ một chữ đi qua hy vọng tựu rất lớn, cái kia chính là huyễn. Tốt, ta đi trước một bước, giang giật, ta tại huyền thần cung bên trong chờ ngươi, chúc ngươi may mắn, như băng hảo vận. Thiền tỷ tỷ hảo vận, doãn nhược băng hướng y thiền nhẹ gật đầu, y thiền hướng trong cửa đá phóng đi, hóa thành bạch quang biến mất. Doãn nhược băng thu hồi ánh mắt, nhìn qua giang giật cười nói, giang giật, giấc mộng hoàng lương hẳn không có nguy hiểm, Coi như lâm vào huyến cảnh cũng sẽ lần này đoạt bảo hậu truyền tiễn xuống núi, bất qua chúng ta đều phải cố gắng, huyền thần cung nhất định phải là chúng ta, hảo vận. Hảo vận, Giang giật gật đầu, thân thể lại không động, Doãn Nhược Băng cũng không nhúc nhích, Giang giật đợi một hồi, chào mày nói, ngươi tiên tiên A. À. Ta chờ ngươi đi trước, Doãn Nhược Băng ngòn ngọt cười, trong mắt nhu tình để Giang giật nội tâm rung động, loại ánh mắt này hắn tại phượng loan thanh ngư bọn người trên thân đều nhìn qua, hắn cũng không phải ngớ ngẩn nhưng như thế trước mắt hắn cũng không dám nghĩ quá nhiều nhìn thật sâu doãn nhược băng một chút hướng cửa đá đi đến ông giang giật bạch quang lóe lên biến mất doãn nhược băng lúc này mới hai tay hợp thành chữ thập cầu khẩn thần linh phù hộ giang giật ngươi nhất định muốn đạt được huyền thần cung a à, chỉ có đạt được huyền thần cung trở thành huyền đế người thừa kế chúng ta mới có kết quả vù vù hậu phương đột nhiên truyền đến một đạo tiếng xé gió rất nhanh một đạo hưng phấn tiếng cười to vang lên ha ha như băng doãn nhược băng nhìn lại nhìn thấy chiến thiên lôi như một tôn vô địch thần để từ đằng xa nổ bắn ra mà đến trên thân bạch quang lấp lánh hai tay múa phong vân gào thét những cái kia cương phong cùng thiên hỏa lại bị hắn bắn ra bá khí đến rối tinh rối mù nếu là lúc trước nàng khẳng định hội dừng lại sẽ còn tán thưởng hai câu giờ phút này lại thần sắc lãnh đạm hướng cửa đá phóng đi hóa thành một đạo bạch quang biến mất như băng chờ ta một chút à, chiến thiên lôi biến sắc theo doãn nhược băng trong ánh mắt hắn cảm nhận được một loại phi thường tín hiệu không tốt Doãn nhược băng trước kia đối ai cũng cười, nhưng trong khung cũng rất lạnh, lại tựa hồ như. Liền qua loa hứng thú cũng không có triệt để coi hắn là thành người qua đường. Chuyện gì xảy ra, chiến thiên lôi sông qua cầu đá đầy mắt thất lạc nhìn qua cửa đá ngẩn người, đôi mắt chấp động, không biết mình đã làm sai điều gì, doãn nhược băng vì sao đối đãi mình như vậy. Tạp vái, cái kia tạp vái đâu ta muốn giết hắn. Nơi xa rất nhanh truyền đến tà phi thanh âm, tà phi bên ngoài cơ thể một cái cửa đại đầu lâu vần quanh, đem cương phong cùng thiên hỏa đều ngăn tại bên ngoài tốc độ nhanh như hồng quang rất nhanh xuyên qua cầu đá ánh mắt của hắn bên trong hung quang lấp lánh tìm kiếm khắp nơi nhưng lại cũng không có tìm được giang giật các nàng đều tiến vào bên trong tà huynh giấc mộng hoàng lương bên trong giết không được người vẫn là vào huyền thần cung rồi nói sau chiến thiên lôi lắc đầu thở dài bất đắc dĩ cười khổ một tiếng vọt vào cửa đá tà phi cũng chỉ có thể buồn buồn đi theo vào hai nén nhang thời gian về sau rất nhiều người theo nhau mà đến đương nhiên cũng không ít người không chịu nổi cương phong cùng thiên hỏa, rơi xuống dưới vô tận vực sâu. Rơi xuống không chết được, sẽ chỉ bị cầm tù 10 năm, như ngạnh kháng đem rất có thể bị giết. Âm đế tôn tử thuật lại bụi, giả ra con em đêm cửu lạch, trung bộ viễn cổ thế gia mặc gia đệ nhất công tử mặc sáu cũng đều lao đến, doãn châu chấu đổ long lăng thất kiếm vũ ra một tên đệ tử võ nứt, còn có chiến ra một tên đệ tử chiến chân võ, chiến thiên lôi đường huynh đệ đều vọt vào giấc mộng hoàng lương đằng sau còn có một hàng dài, thiên quân vạn mã cầu độc mộc, cứ việc khó khăn đoán chừng khẳng định cũng có một phần người có thể xông vào giấc mộng hoàng lương. Còn có bao nhiêu người có thể đi vào huyền thần cung, vậy ai cũng khó nói. Đây chính là giấc mộng hoàng lương sao, Giang giật cảm giác đi vào một cái kỳ dị không gian, nơi này là một mảnh hoang dã, bầu trời chỉ có mịt mờ sáng ngời, tầm nhìn phi thường thấp, cái này lý kỳ quái địa phương ở chỗ thần thức không cách nào dò xét, sở dĩ không biết bốn phía có cái gì, đường ra ở đâu, hắn chỉ có thể mờ mịt hướng trước mặt đi đến, thể ngoại cương phong thần lá chắn xuất hiện, trong tay một cái nguyễn kiếm cũng xuất hiện, thời khắc phòng bị địch tập. Mặc dù Doãn Nhược Băng cùng Y Thiền nói qua nơi này chỉ là một cái ảo cảnh, chủ yếu cân nhắc tâm tính cùng linh hồn, nhưng Giang Giật vẫn là không thể không cẩn thận ta, vạn nhất ở bên trong đụng phải tà phi đâu. Thiên nhân hợp nhất, đi một đoạn thời gian, hắn quả quyết tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, một bên hành tẩu, một bên múi nguyễn kiếm trong tay. Hắn không biết ở bên trong hội ngốc bao lâu, nhưng đã không có nguy hiểm, hắn cũng không bằng một bên tìm kiếm lối ra, một bên tiếp tục tham mộ thần âm thiên kỹ. Tranh tranh, nguyễn kiếm như như độc xà vặn vẹo, phát ra từng đạo khi thì trầm thấp, khi thì bén nhọt, khi thì chói tai, khi thì khuấy động tiếng kiếm reo, tiếng kiếm reo liên miên không ngừng vang lên, tạo thành một bài rất kỳ lạ bài hát, như phụ cận có người nghe được khẳng định phát cuồng. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, Giang giật cảm giác đi dòng dã ba canh giờ, nhưng hắn phát hiện bốn phía vẫn là một mảnh hoang dã, ngoại trừ đen như mực mặt đất không có bất kỳ vật gì cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm hắn dứt khoát cũng cái gì đều mặc kệ tiếp tục hướng phía trước lao nhanh một bên hành tẩu một bên tiếp tục sáng tạo bài hát dù sao hắn sáng tạo hoàn thiện cái này bài hát cũng cần một chút thời gian giống như huyền đế nhất định để hắn ở bên trong đợi hắn cũng không có cách nào một ngày ba ngày mười ngày giang giật triệt để không đi quản đi đến cái nào chỉ là cái xác không hồn lao nhanh trong tay hắn nguyễn kiếm cũng chưa bao giờ ngừng múa Nguyễn kiếm tiếng kiếm gieo hình thành làn điệu cũng bắt đầu trở nên viên nhu hoàn chỉnh, bên trong có được một cỗ không hiểu ma lực, có thể làm cho người nghe huyết mạch phún trương, phát cuồng bạo tẩu. Không sai biệt lắm, thử một chút có thể hay không dung hợp sát lục chân ý. Giang giật dừng bước, chuẩn bị phóng thích sát lục chân ý, đúng lúc này đột nhiên xảy ra dị biến. Ô ô, phía trước đột nhiên xuất hiện một điểm quang mũi nhọn, tiếp lấy một đạo cửa đá xuất hiện, nhưng trong cửa đá liên tục không ngừng xuất hiện một chút cực kỳ khủng bố quái vật. Những quái vật kia nhìn một chút cũng làm người ta tim đập nhanh, mà lại những quái vật kia tốc độ nhanh đến không biên giới, chỉ là trong nháy mắt tựu đánh tới, một cỗ xác thối hun mùi thối đập vào mặt, kém chút đem giang giật cho hôn choáng. Chương 1098, không biên cuồng không sống. Đây là một đám cùng loại con rơi quái vật, nhưng hình thể quá lớn, nhưng so sánh long tượng, khí tức trên thân cũng có thể so cấp thấp nhất yêu hoàng, phi thường dọa người, loại kia hung thú bạo ngược khí tức có thể hù chết rất nhiều người nhát gan một đôi mắt đỏ tựa như hai vòng yêu nguyệt, nhìn dữ tợn đáng sợ như lệ quỷ. Đây là hư ảo hung thú, hay là thật quái vật? Giang giật khẽ giật mình, nhưng bản năng lui nhanh, đồng thời một tay đánh ra cương phong, ngưng tụ ra 10 chuôi cương phong chi nhận hướng phía trước hung hăng bổ tới. Xuy suy bay tới gần trăm con con rơi quái vật đồng thời công kích, bọn hắn trong miệng thốt ra từng đạo màu đen mũi tên nhỏ, như mật mưa đập nện mà đến, tốc độ quá nhanh quá nhanh, giang giật căn bản trốn không thoát. Phanh phanh phanh, cương phong chi nhận gào thét mà đi, từng cái con rơi quái thú thân thể bạo liệt, hóa thành huyết vụ phiêu tán rơi dụng trên không trung, quái thú thét lên vang vọng khắp nơi, quanh quẩn không ngừng. Có một cái quái thú còn bị chém nứt cánh, đập ầm ầm trên mặt đất, dẫn tới trên mặt đất chấn động. Phanh, phanh phanh phanh, rất nhiều màu đen mũi tên nhỏ đập nện tại giang giật bên ngoài cơ thể cương phong thần thuẫn bên trên, phát ra từng đạo thanh âm thanh thúy, giang giật thân thể bị trùng điệp đập bay ra ngoài, hắn cảm giác được cương phong năng lượng nhanh chóng biến mất âm thầm kinh hãi, cái này màu đen mũi tên nhỏ uy lực càng hợp so tam tinh cường giả công kích. Là thật yêu thú, Giang giật sắc mặt biến đến ngưng trọng lên, nếu như là hư ảo, hắn cái gì đều có thể không quan tâm vọt thẳng vào cửa đá. Nhưng là thật liền phiền toái, bởi vì giờ khắc này cửa đá còn tại liên tục không ngừng bay ra con rơi quái thú, liếc nhìn lại không nhìn thấy cuối cùng. Vừa rồi công kích hắn chỉ là gần trăm con yêu thú, nếu có một ngàn con yêu thú cùng nhau công kích, hắn cương phong thần thuẫn khẳng định ngăn không được, thân thể cũng sẽ bị bắn thành tổ ong vò vẽ. Để Giang giật thở dài một hơi chính là, hắn lui về phía sau mấy ngàn trượng khoảng cách, đằng sau bay ra ngoài yêu thú cũng không có đuổi theo, mà là tại bên ngoài cửa đá xoay quanh gào thét, tựa hồ chuẩn bị tử thủ cửa vào, Giang giật dám xông vào cửa vào sẽ bị xé nứt thành mảnh vỡ. Xuy suy còn có ba mươi mấy con rơi quái thú truy sát mà đến, Giang giật chỉ có thể một bên lui ra phía sau một bên đem những quái thú kia đánh giết. Nhìn qua đầy đất tàn thi, nhìn qua trên đất máu đen, nghe hôn thúi mùi nhìn qua nơi xa đen nghịt một mảnh quái thú giang giật sắc mặt càng ngày càng âm trầm cái kia hẳn là cửa vào nhưng rõ ràng ít nhất có mấy vạn con yêu thú hắn dám cưỡng ép sông đi vào tuyệt đối gánh không được nhưng nếu không xông lời nói hắn căn bản vào không được huyền thần cung cũng liền không có cách nào đạt được thiên ẩn tông thánh vật lưu ly tháp chớ nói chi là đạt được huyền thần cung thử trước một chút xem có thể hay không dẫn tới chậm rãi đánh giết giang giật trần chờ một lát quyết định mạo hiểm thử một lần hắn chậm rãi hướng cửa vào tới gần, nhìn qua bên kia cả thiên không đều che đậy quái vật âm thầm kinh hãi, bước chân hắn cũng thả chậm một phần. Các loại chờ tới gần mấy trăm trượng khoảng cách lúc, hơn 200 con con rơi yêu thú bị hấp dẫn, hóa thành tia chớp màu đen hướng hắn phóng tới. Tốt, Giang giật đại hỉ, chỉ cần còn lại yêu thú không theo tới, hắn liền có thể phân mà ăn chi, chậm rãi đánh giết, yêu thú lại nhiều cũng có thể giết đến xong, không phải. Mười chuôi đã sớm chuẩn bị xong cương phong chi nhận gào thét mà đi, đối diện giữa không trung hơn 200 màu đen mũi tên cũng bắn nhanh mà đến, rất nhiều mũi tên đều khóa chặt hắn, tốc độ quá nhanh, để hắn tránh né thời gian đều không có. Phanh phanh phanh, nhai cục cục, màu đen mũi tên đập nện tại cương phong thần thuẫn bên trên tiếng vang cùng quái thú kêu thảm đồng thời vang lên, quái thú này lực công kích hung tàn, nhưng là lực phòng ngự, mười chuôi cương phong chi nhận gào thét mà đi, nhẹ nhõm quét ngang một mảnh. Giang giật thân thể cũng bị đánh lui mấy chục trượng, cương phong thần thuẫn năng lượng tiêu hao một nửa giết, giang giật tựa như thấy được ánh dạng đông, thân thể lần nữa nổ bắn ra mà ra, tiếp tục dẫn con rơi quái thú tới đánh giết. Một lần, hai lần, mười lần, trăm lần, hắn không biết mệt mỏi lần lượt đánh giết, bốn phía rất nhanh đều bị con rơi quái thú thi thể tràn ngập, máu đen đem phương viên mấy ngàn trượng thổ địa nhiễm đến đỏ thấm, mùi hôi thối bao phủ khắp nơi làm người ta buồn nôn, bầu trời tảng sáng bốn phía một mảnh âm trầm, như thế chẳng cảnh nếu để cho dân chúng thấy được, khẳng định sẽ tươi sống ngủ chết. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Giang giật liên tục chém giết năm ngày, hắn đều không nhớ rõ chém giết bao nhiêu con rơi quái thú, thân thể của hắn cùng linh hồn đều rất mệt mỏi. Nhưng hắn nhìn thấy con rơi quái thú càng ngày càng ít, nội tâm hơi có chút kích động, chỉ cần đi vào cái này cửa vào, hắn liền có thể đến huyền thần cung. Uống hay, lần nữa chém giết một nhóm con rơi quái thú, Giang giật ngừng lại nghỉ ngơi, hắn từng ngụm từng ngụm thở, nhìn qua nơi xa tại cửa vào bên ngoài xoay quanh gào thét quái thú, hắn nhếch miệng cười còn thừa lại không đến không con quái thú, hẳn là trong vòng nửa ngày liền có thể thanh trừ hoàn tất. Đi, nghỉ ngơi thời gian một nén nhang, hắn lần nữa hướng phía trước lao nhanh, nhưng chỉ vẻn vẹn bôn tẩu trăm trượng thân thể tự cấp tốc ngừng lại. Trong mắt của hắn đều là vẻ hoảng sợ, bằng nhanh nhất tốc độ lui nhanh, chửi ầm lên, mã lạc qua bích, cái này giấc mộng hoàng lương xác định là người có thể thông qua. Phía trước cửa vào lần nữa lóe lên, lại có hay không tận con rơi bay ra, liếc nhìn lại không nhìn thấy cuối cùng, ít nhất bay ra mấy vạn con. Đây không phải trọng điểm, trọng điểm ở chỗ đám này con rơi bên trong có ba con hình thể đặc biệt lớn, khí tức đặc biệt kinh khủng biên bức phương. Cái này ba con biên bức phương khí tức, để giang giật cảm giác ít nhất đạt đến hắc thần tình trạng, nói một cách khác. Đây là ba cái nhưng so sánh thất bát tinh bán thần cường giả. Con rơi lại nhiều đều có đánh giết xong kia một ngày, nhưng ba con nhưng so sánh thất bát tinh bán thần cường giả biên bức phương, coi như cho Giang giật đi giết đều giết không chết a à, một khi tới gần hắn tin tưởng mình hội trong nháy mắt bị miểu sát. Móa, dựa vào, móa, hắn lui ra phía sau mấy ngàn trượng xác định bên kia con rơi không có đuổi theo về sau, vung vẩy hai tay hô lớn ba tiếng. Cái này giấc mộng hoàng lương quá biến thái, căn bản không phải người có thể xông qua được, coi như tà phi cùng chiến thiên lôi tại cái này cũng chỉ có thể dương mắt nhìn a à. Không phải người có thể xông qua được không đúng, Giang giật đột nhiên vỗ đầu một cái, cảm giác nơi đó có chút không đúng, cái này giấc mộng hoàng lương giống như không phải người có thể thông qua, như vậy doãn nhược băng vì sao nói, lần trước mở ra cái này ba cửa ải có hơn 100 người thông qua. Giấc mộng hoàng lương hẳn không có nguy hiểm, coi như lâm vào huyến cảnh cũng sẽ lần này đoạt bảo hậu truyền tiến xuống núi. Nhớ tới doãn nhược băng, giang giật không hiểu có chút xúc động, chẳng lẽ hắn nhìn thấy hết thảy đều là giả nơi này nhưng thật ra là huyến cảnh nhưng là... Những này con rơi yêu thú chân thật như vậy, công kích còn có thể đem hắn đánh lui, thậm chí trên đất máu đen thời khắc này hôn mùi thối còn tại truyền đến như thế nào lại là giả cửa này ngươi phải nhớ kỹ một chữ đi qua hy vọng tượng rất lớn cái kia chính là huyễn y thiền lời nói vang lên tại giang giật trong đầu đây chính là phật đế nói lời giang giật trầm tư một lát cuối cùng cắn răng chuẩn bị liều mạng cửu đế gia tộc không có khả năng ghi chép sai lầm doãn nhược băng cùng y thiền không có khả năng lừa hắn liều mạng hắn thân thể như kiểu lưới kiếm sắc bén phóng đi bên ngoài cơ thể cương phong thần thuẫn đều biến mất cái gì đều không để ý nhắm mắt lại hướng cửa vào phóng đi. Như bị những này con rơi quái thú đánh chết, hắn cũng bổ nhiệm. Qua không được giấc mộng Hoàng lương, hắn tự vào không được Huyền Đế cung, cũng liền không chiếm được Lưu Ly tháp, càng không có thể đạt được Huyền Thần cung. Hắn chưa từng sợ hãi cái chết, nhận định sự tình hắn chưa từng sẽ đi cân nhắc hậu quả, hắn muốn cược một cái. Không điên cuồng không sống. Chương 1099, tác thành cho hắn. A à, a à. Giang giật vừa mới tới gần cửa vào mấy trăm trượng, vô số con rơi yêu thú đã bị kinh động, mấy trăm mũi tên hóa thành mưa to bắn nhanh mà đến. Giang giật một khắc này cảm giác toàn thân đều bị xuyên thùng, loại đau khổ này cảm giác làm lòng người sinh sợ hãi. Giữa lần danh sinh tử hắn bản năng nghĩ tự cứu, nghĩ độn thiên thoát đi, nghĩ phóng thích cương phong thần thuẫn lui nhanh. Như tê liệt thống khổ cũng tại nói cho hắn biết, đây không phải huyễn tượng, hắn tiếp tục hướng phía trước sông, hắn sẽ chết. Giấc mộng hoàng lương, hết thảy đều chẳng qua là hoàng lương nhất mộng sinh tử cũng là hoàng lương nhất mộng mộng tỉnh về sau cái gì cũng biết đi qua sông 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 cuối cùng hắn lựa chọn phán đoán của mình cùng kiên trì hắn bất quá hết thảy hướng phía trước phóng đi dù cho thân thể bị xé nước thành mảnh vỡ hắn cũng không quan tâm giờ khác này tinh thần hắn cũng biến thành hoảng hốt sinh tử một giấc chiêm bao là trang chu mộng điệp vẫn là điệp mộng trang chu giang giật không biết hắn chỉ muốn xông vào cái này cửa vào Hắn cũng tin tưởng chỉ cần nội tâm của hắn đủ cường đại, coi như tử thần cũng làm khó không được hắn. A à, a, à, hắn không ngừng gào lên đau đớn, hắn mơ hồ nhìn thấy thân thể của mình bị xé nứt thành mảnh vỡ, linh hồn của hắn hóa thành một cái trong suốt tiểu nhân phiêu phù ở trên không, linh hồn cũng đang từ từ tiêu tán, hắn sẽ triệt để tiêu tán tại thế gian này. Hắn cảm giác mắt tối sầm lại, tựa hồ muốn vĩnh viễn trầm luân tại trong bóng tối vô tận, hắn đã không cảm giác được bất luận cái gì thống khổ, tựa như một người trước khi chết cuối cùng một tia tàn niệm chúc mừng ngươi giang giật ngươi thông qua được giấc mộng hoàng lương trong mơ hồ hắn nghe được một đạo êm tai thanh âm quen thuộc lập tức một đạo đồng dạng quen thuộc giọng nữ vang lên giang giật ta liền biết ngươi có thể xông tới giang giật đột nhiên mở to mắt phát hiện chính mình thế mà tại huyền đế cung bên trong hắn đứng tại một cái quảng trường bên trong có ba cái truyền tống trận chính là tiến vào huyền thần cung ba cái cấp bậc cửa ải bạch ngọc quảng trường quả nhiên là huyễn cảnh cái này huyễn cảnh làm quá giống như thật huyền đế cấm chế trình độ quá kinh khủng. Hắn thở ra một hơi thật dài, còn đưa tay bóp bóp chân của mình, lập tức lại hướng bên cạnh doãn nhược băng tay nhỏ chộp tới, xác định hắn không phải đang nằm mơ về sau, lòng vẫn còn sợ hãi thở ra một hơi. Hi hi, doãn nhược băng chớp lấy mắt to, lông mi lắc một cái lắc một cái, chỗ ngoặt thành một cái trang lưỡi liềm, cười nói, kỳ thật giang giật linh hồn của ngươi không tính quá mạnh, nếu có thể mạnh hơn một chút, nhất định có thể phân biệt ra hư ảo. Trên thực tế ngươi ở bên trong nhìn thấy, cảm nhận được tất cả mọi thứ đều là hư ảo chỉ cần mê đầu hướng phía trước sông liền có thể đến nơi này ừm ân còn muốn đa tạ hai vị nhắc nhở nếu không ta sẽ không như thế nhanh sông lại giang giật hướng hai người vừa chắp tay thiếu kỳ bốn phía vừa nhìn thấy làm sao chỉ có hai người các ngươi a à kiếm vô ảnh đâu doãn nhược băng hướng y thiền nhìn một cái hi hi cười nói bọn hắn đã sớm đi vào vượt quan chiến thiên lôi cùng tà phi cũng tiến vào cửa ải lần này hạng nhất thế nhưng là huyền thần cung a thiền tỷ tỷ nhất định phải chờ ngươi ra mới yên tâm vượt quan đâu. Y thiền xoay người sang chỗ khác, bên mặt nhìn thoáng qua giang giật, lạnh lùng nói ra, giang giật, cố gắng lên, có thể hay không cầm tới huyền thần cung tựu xem ngươi bản sự. Hưu nói xong y thiền vọt vào ở giữa truyền tống trận, doãn nhược băng lại không động, giang giật cũng không nhúc nhích ánh mắt nhìn về phía trên truyền tống trận mặt mấy dòng chữ. Lần này vượt quan ban thưởng ra bạch ngọc quảng trường bên trong, phía trên viết hạng nhất rõ ràng là huyền thần cung. Lưu ly tháp, Lưu Ly Tháp xếp hạng đệ nhị. Giang giật ánh mắt ở phía dưới dừng lại, ánh mắt cũng biến thành nóng rực lên, so sánh Huyền Thần cung hắn càng nghĩ đến hơn đến Lưu Ly Tháp, chỉ cần đạt được Lưu Ly Tháp Tô Như Tuyết liền có thể bình an trở về, phía dưới bảo vật hắn căn bản là không có đi xem, ánh mắt nhìn về phía địa ngục cấp cửa ải. Doãn Nhược Băng khẽ giật mình, liền thanh nói ra, Giang giật, ngươi sẽ không lại xông địa ngục cấp cửa ải a, à, Tà Phi cùng Chiến Thiên Lôi đều đi cửa này thẻ, người rất có thể cùng bọn hắn tao ngộ bọn hắn đều đi cái này giang giật trong mắt hàn quang lóe lên, mặt mũi tràn đầy kiên định nói, vậy ta càng phải đi cái này, cũng chỉ có cái này cửa ải, ta mới có thể có đến thứ ta muốn, ta đi, ngươi trân trọng. Không, doãn nhược băng cắn răng nói ra, ta và ngươi cùng đi. Ngươi, giang giật có chút kinh ngạc, doãn nhược băng thực lực mặc dù còn có thể, nhưng so với hắn tới nói tổng hợp chiến lực khẳng định phải yếu một ít, mang theo nàng khẳng định phải chiếu cố một chút nàng. Chẳng lẽ lại thấy được nàng gặp được nguy hiểm ngồi yên không lý đến, Giang giật, yên tâm, ta sẽ không liên lụy ngươi. Doãn nhược băng cắn răng nói ra, nếu ta trở thành vướng víu lúc, ngươi một người tiến lên là được, không cần phải để ý đến ta. Ta không phải ý tứ này. Giang giật nhìn qua doãn nhược băng này đôi tràn ngập hy vọng ánh mắt, không đành lòng cự tuyệt hắn, gật đầu nói kia đi thôi, chúng ta phải nhanh chóng vượt quan, siêu việt tả phi bọn hắn. Đúng rồi, tại bên ngoài truyền tống trận, Giang giật đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi tả phi bọn hắn đi vào bao lâu. Một ngày, Doãn Nhược Băng giải thích nói, kỳ thật tại giấc mộng hoàng lương bên trong thời gian cũng là hư ảo, kiếm vô ảnh tối đa cũng đi vào hơn một ngày thời gian, hắn cũng hẳn là tiến vào kinh khủng cấp cửa ải, không đến bán thần hắn không dám vào vào địa ngục cấp. Ta cùng thiền tỷ tỷ vào đây đợi cũng không đến một ngày thời gian, ta phi cùng chiến thiên lôi tựu vào đây. a à, a à, cái kia còn tốt, bọn hắn hẳn là chạy không xa. Giang giật gật đầu hướng địa ngục cấp cửa ải phóng đi, thân thể lóe lên biến mất không thấy, Doãn Nhược Băng cũng nhanh chóng đuổi theo. Cầu Nại Hà, lần nữa vượt quan, sang giật nội tâm cảm khái rất nhiều, nhìn qua phía trước cầu treo, nhìn qua phía dưới nóng hổi nham tương, hắn nghĩ đến năm đó ở vượt quan hình tượng, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. nhạt. Thiên tỷ tỷ tốc độ thật nhanh, Doãn Nhược Băng lại là nhìn qua ở giữa tòa kia cầu treo, y thiền bước đi như bay, đã xông qua một nửa khoảng cách, bước chân nhưng không có một tia chậm dần, mái tóc màu tím tung bay, mỹ lệ như trích tiên. Ha ha, chúng ta siêu việt nàng đi giang giật nhếch miệng lên đột nhiên bắt lấy doãn nhược băng thiên eo hai chân đạp mạnh nhảy lên thật cao sau đó đột nhiên hướng phía dưới nham tương sông nhảy xuống a à, doãn nhược băng dọa đến sắc mặt trắng bệch hai đầu cũng rụt trở về hai tay nắm chắc giang giật thân thể tựa như một cái dán tại giang giật thân thể tiểu miêu giang giật ha ha cười nói đừng sợ ta là hỏa thần không có hỏa diếm có thể tổn thương ta oanh hai người như như đạn pháo rơi vào hạ nham tương hồ bên trong bên kia y thiền đã bị kinh động, bước chân ngừng lại, nàng lông mày nhăn lại, lập tức trong mắt rất nhanh lộ ra một tia hâm mộ. Bành, nham tương bắn tung tóe, giang giật mang theo doãn nhược băng phi thân mà lên, giang giật hai chân lướt sóng mà đi, doãn nhược băng rúc vào bên cạnh hắn, hai người tay áo bồng bềnh, phía dưới sóng lửa cuồn cuộn lại không làm gì được hai người một tia, tựa như một đôi thần tiên quyến lữ. Giang giật tốc độ quá nhanh, vẻn vẹn mấy cái trong chớp mắt tự vượt ngang nham tương hồ, thân thể tại sóng biển bên trên đạp mạnh phi thăng mà lên, đến cầu nại hà cuối cùng cửa đá trước đó. Hô hô, doãn nhược băng giờ phút này còn yên lặng đang kinh hãi bên trong, hai tay bắt lấy giang giật không chịu buông ra, khuôn mặt nhỏ đều là sợ hãi. Giang giật lại quay đầu hướng y thiền thật sâu nhìn một cái, khẽ vuốt cầm sau mang theo doãn nhược băng tiến vào cửa đá bên trong, biến mất tại y thiền trong tầm mắt. Đã từng thiên tinh đại lục tên kia ngây ngô thiếu niên lại phát triển đến tình trạng như thế, ai? Y thiền, muốn trách thì trách chính ngươi nhìn sai rồi đi. Trong nháy mắt thời gian qua cửa thứ nhất, Y Thiền chính mình toàn lực chạy vội, hơn nữa còn là kinh khủng cấp cửa ải, vẫn còn vẻn vẹn đi một nửa, Y Thiền tràn đầy cảm xúc thật dài thở dài. Cô nàng này thế mà cùng Giang giật cùng đi, Y Thiền lập tức lại nghĩ tới Doãn Nhược Băng, nàng một đôi mắt đẹp chớp mấy lần, lộ ra một tia kinh sợ lẩm bẩm nói, chẳng lẽ lại Cô nàng này muốn thành toàn bộ hắn, cắt cắt chương 1100, ta mang ngươi sông âm tàu địa phủ. Cửa thứ hai hoàng tuyền lộ, đối với giang giật tới nói đồng dạng nhẹ nhõm đơn giản, khác biệt duy nhất chính là lần này sau khi đi vào phệ hồn ngạc nhiều mấy lần. Giang giật có được thất thải hồn thương, cái này phệ hồn ngạc đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Những này phệ hồn ngạc cũng đều là linh hồn năng lượng, có thể làm cho linh hồn không ngừng tăng cường, bất quá thất thải hồn thương lần này không có tại tăng cường, mà là tăng cường chủ linh hồn, để giang giật kinh ngạc là, chủ linh hồn lần này là tăng lớn, cũng không tiếp tục phân liệt. Suy suy, mờ tối trên hoàng tuyền lộ, vô số bóng đen bắn nhanh mà đến điên cuồng hướng giang giật dũng mãnh lao tới giang giật không tránh không né ngược lại mặc cho những bóng đen kia phóng đi linh hồn của mình bên trong đem theo ở phía sau doãn nhược băng dọa cho nhảy một cái bất quá giang giật giống như vô sự hành tẩu ngược lại thỉnh thoảng quay đầu cùng doãn nhược băng cười cười để doãn nhược băng càng cảm giác hơn giang giật cùng một cái quái vật ông doãn nhược băng nghĩ nghĩ vẫn là có chút không yên lòng trên thân bạch quang lóe lên một đạo thấm người mùi thơm tản ra để giang giật linh hồn chậm rãi tăng trưởng. Giang giật quần chúng một chút doãn nhược băng, ngược lại là không có cửa tuyệt. Hắn chủ linh hồn cũng không mạnh. giờ phút này thôn phệ phệ hồn ngạc năng lượng có thể tăng cường linh hồn, tăng thêm hương nữ tộc không ngừng tăng phúc, ngược lại là có thể làm cho linh hồn hắn nhanh chóng tăng trưởng. Giang giật tốc độ không nhanh không chậm, mỗi lần đều có thể khiên động mấy trăm đầu phệ hồn ngạc. Những cái kia phệ hồn ngạc vừa tiến vào giang giật linh hồn thức hải liền sẽ bị thất thải hồn thương đánh nát, cuối cùng biến thành năng lượng bị chủ linh hồn hấp thu. Cái này hoàng tuyền lộ xem ra là căn cứ võ giả thực lực mà gia tăng khó khăn, không biết tà phi cùng chiến thiên lôi sẽ tao ngộ mạnh cỡ nào công kích bọn hắn giờ phút này qua cửa thứ hai sao. Ngay tại giang giật trầm tư lúc, trong đầu của hắn đột nhiên xuất hiện một màn hình tượng, bầu trời vỡ ra một đường vết rách, một chuỗi lóng lánh hồng quang Phật Châu từ giữa không trung rớt xuống, lập tức khe hở biến mất, trong đầu hình tượng biến mất. Có người qua cửa ải, giang giật đôi mắt quang mang lóe lên, quay đầu quét về phía doãn nhược băng nói, như băng, đây là thứ mấy kiện bảo vật. Đỏ thiền châu, doãn nhược băng kinh hô lên, đây là thứ sáu kiện bảo vật, xem ra có người đạt được 6 giờ điểm tích lũy, rất có thể là tà phi hoặc là chiến thiên lôi sông qua cửa thứ hai, hay là kiếm vô ảnh xuyên qua kinh khủng cấp cửa ải cửa thứ ba. Thứ sáu kiện bảo vật, giang giật sắc mặt trầm xuống, hai người vừa mới vào đây không bao lâu, trước mặt mấy món bảo vật cũng bị mất. Cái này nếu là tại chế bên trên mấy ngày, đoán chừng huyền thần cung đều là người khác. Hắn ánh mắt lóe lên, quát khẽ nói, đi, chúng ta ra tốc. Người theo sát, Giang giật nguyên bản còn muốn để linh hồn hấp thu năng lượng nhiều một ít, tranh thủ tiến hóa đạt tới đệ tam giai, doãn nhược băng đám người linh hồn đều tại đệ tam giai, linh hồn của hắn yếu đi nhất giai, đương nhiên như linh hồn hắn không phân liệt giờ phút này đoán chừng cũng đã sớm tiến hóa. Vù vù, tốc độ của hắn đạt tới cực hạn, theo quanh có khúc khuỷu đường núi cuồng sông mà đi, tốc độ của hắn nhấc lên thăng, bốn phương tám hướng không gian toàn bộ chấn động, đầy trời phệ hồn ngạc bay tới, tự tựa như châu chấu quần phi thường dọa người. Giang giật cẩn thận một chút, doãn nhược băng nhìn thấy như thế chàng cảnh không nhịn được thay giang giật lau vệt mồ hôi, nhiều như vậy phệ hồn ngạc, coi như nàng đều rất khó đứng vững, giang giật linh hồn yếu như vậy có thể chịu nổi sao. Giang giật không có đáp lời, những cái kia phệ hồn ngạc tiến vào hắn linh hồn bên trong đều như bùn chảy vào biển, không có bốc lên nửa điểm bọt nước, doãn nhược băng chỉ có thể khẩn trương đi theo giang giật sau lưng, phệ hồn ngạc bị kinh động một lần, thời gian ngắn sẽ không lại xuất hiện, nàng đi theo đằng sau ngược lại là an nhàn. Hoàng tuyền lộ rất dài, lần trước Giang giật dòng dã hao tốn nửa tháng mới vào tới cuối cùng, nhưng lần này lại vẻn vẹn hao tốn một ngày thời gian, phía trước một tòa cửa đá tự thấy ở xa xa. Đương nhiên lần trước hắn đi rất chậm, còn vừa đi vừa nghỉ, lần này là toàn lực chạy vội, khẳng định không cần bỏ ra phí quá nhiều thời gian. Không nhìn thấy tà phi cùng chiến thiên lôi, xem ra bọn hắn đi cửa thứ ba. Giang giật bốn phía quét qua âm thầm ngờ vực vô căn cứ, này chuỗi Phật Châu rất có thể là hai người bọn họ một trong lấy được, giờ phút này bọn hắn hẳn là tại phong đô thành. Vào tới trước cửa đá, hắn ngừng lại thấy bên trong một lần linh hồn có chút tiếc nuối, nếu có thể đi chậm một chút, đoán chừng linh hồn còn có thể tăng cường càng nhiều, lần này chủ linh hồn tăng lên chừng gấp đôi, cũng không biết lúc nào có thể tiến hóa. Ông, đúng lúc này, Giang giật cùng doãn nhược băng trong đầu lần nữa hiện ra một màn hình tượng, bầu trời vỡ ra một đường vết sách, một cái hộp cùng một thanh trường kiếm từ giữa không trung rơi xuống, hình tượng biến mất sau giang giật cùng doãn nhược băng liếc nhau, nhao nhao kinh ngạc. Thứ năm kiện bảo vật cùng đệ tứ kiện bảo vật đồng thời bị người thu hoạch được, có thể khẳng định là chiến thiên lôi cùng tà phi tuyệt đối còn tại phong đô thành, hai món bảo vật này là kinh khủng cấp cửa ải người lấy được. Bởi vì địa ngục cấp cửa ải một quan có ba điểm điểm tích lũy, như tà phi bọn hắn xông qua phong đô thành, bọn hắn sẽ có được chín điểm điểm tích lũy, vậy liền có thể thu hoạch được thứ năm đệ tứ cùng đệ tam kiện bảo vật là kiếm vô ảnh vẫn là y thiên. Hai người này là trước hết nhất xông vào kinh khủng cấp cửa ải, hai người thực lực cũng đều rất mạnh, cũng chỉ có hai người có thể nhanh như vậy xông qua cửa ải. Giang giật nghỉ ngơi một lát dứt khoát hướng cửa đá phóng đi, các vị tuyệt thế thiên tài phá quan tốc độ quá nhanh, hắn còn không đuổi theo, lưu ly tháp rất có thể sẽ bị người khác thu hoạch được. Ông, bạch quang lóe lên, Giang giật cùng doãn nhược băng lần nữa đi vào hoàn toàn hoang lương khu đất đỏ bên trên, phong đô thành vẫn là như cũ, Mờ tối bầu trời, bốn phía một mảnh âm trầm, tràn ngập tử khí, để cho người ta cực độ không thoải mái. Giang giật cảm giác được doãn nhược băng thân thể mềm mại có chút co rụt lại, lông mày nhíu lên, sắc mặt cũng biến thành tái nhợt một chút, đưa tay bắt lấy bàn tay nhỏ của nàng, cho nàng một chút an ủi, cười hỏi, sợ sao? Không sợ, doãn nhược băng tay nhỏ nắm chắc giang giật tay, trên mặt lộ ra ngọt ngào mỉm cười nói, có người tại, đi chỗ nào còn không sợ. Ách, giang giật khẽ giật mình, các nàng cái này đối thoại làm sao có chút giống tình lữ ở giữa A Doãn Nhược Băng gần nhất là thế nào làm sao nói như thế mập mờ tình ý liên tục, chẳng lẽ lại thật không thèm đếm xiệt tuyệt đối đi theo hắn. Không gì hơn cái này nữ tử, cũng hoàn toàn chính xác có thể làm cho bất kỳ nam nhân nào dâng lên thương tiếc chi tình, hắn cũng rất hưởng thụ loại cảm giác này, cũng liền không có điểm phá tầng này giấy, khẽ mỉm cười nói đi, ta mang ngươi xông vào một lần âm tàu địa phủ. Ừm, Nhược Băng trùng điệp gật đầu, trong mắt nhu tình để giang giật dâng lên hào tình vạn trượt, hắn lôi kéo doãn nhược băng nhanh chân hướng phía trước chạy như điên hai người cấp tốc lao nhanh nhưng lần này vẻn vẹn bôn tàu trăm dặm hai người tựu không thể không dừng lại phong đô thành làm sao trở nên không giống với lúc trước bên ngoài thế mà xuất hiện thi nhân giang giật thần thức khóa chặt nơi xa ngoài trăm dặm lít nha lít nhít dùng để thi binh sắc mặt biến đến ngưng trọng lên lần trước phong đô thành bên ngoài là không có bất kỳ cái gì thi binh chỉ có tiến vào thành mới có lần này bên ngoài lại xuất hiện vô tận thi binh chẳng lẽ là bởi vì vượt qua người thực lực khác biệt độ khó trở nên không giống ân hoàng tuyền lộ phệ hồn nạc giống như cũng hoàn toàn chính xác nhiều một chút giang giật mi tâm một cây thất thải hồn thương lóe lên mà ra lần trước hắn đã tìm được phong đô thành phá quan mệnh môn cái này phong đô thành đối với hắn mà nói không có áp lực coi như đến lại nhiều thi nhân đều có thể quét ngang trong mắt của hắn sát khí lóe lên quát khẽ một tiếng nói như băng chú ý bảo vệ mình không nên bị thi khí xâm nhập giết Giết, nhìn qua như cuồng long hướng phía trước phóng đi giang giật, doãn nhược băng khóe miệng lộ ra nụ cười ngọt ngào, trong mắt cũng đều là nhu tình, trong tay nàng xuất hiện một cái màu đỏ ngọc cung, như hoa sen chân ngọc trên mặt đất đạp mạnh, nhanh chóng đuổi theo giang giật hướng phía trước vô tận thi binh phóng đi. chương 1101, U Phong truy hồn. Chiến đấu rất nhanh bắt đầu, bất quá cũng không thảm liệt. Giang giật nắm giữ những này thi binh mệnh môn, liền là thi binh linh hồn thể. Thất thải hồn thương bay múa, tại từng cái thi binh trong đầu bay qua, nhẹ nhàng va chạm thoáng cái thi binh linh hồn thể tựu nổ tung, sau đó thi binh ẩm vang ngã xuống, căn bản không cần tốn nhiều sức. Ê, doãn nhược băng ở phía sau thấy choáng một đôi mắt to nhìn chằm chằm kia cán bay múa hồn thương, nét mặt đầy kinh ngạc. Nàng nhìn qua từng mảnh từng mảnh ngã xuống thi binh, nuốt nước miếng một cái nói, giang giật, người đây là thần thông gì ngươi đổ sát thi binh làm sao nhanh như vậy. Ha ha, giang giật nhàn nhạt, nhạt quay đầu cười nói, đây là một loại công kích linh hồn, tương đối đặc thù thôi, thì binh mệnh môn ngay tại linh hồn, chỉ cần hủy đi linh hồn của bọn chúng, bọn chúng liền là tử vật. Không đúng, Giang Giật, linh hồn của ngươi không phải không tính mạnh mẽ sao của ngươi linh hồn công kích làm sao mạnh như vậy doãn nhược băng chấp lấy mắt to, mơ hồ nói. Cái này rất khó giải thích, Giang Giật ngượng ngùng sờ lên cái mũi. Luôn không khả năng nói cho Doãn Nhược Băng nói linh hồn hắn biến dị A à hắn dừng một chút tò mò hỏi các ngươi lần trước là thế nào đánh giết thi binh. Doãn Nhược Băng nghĩ nghĩ, nói chúng ta chỉ có thể cưỡng ép đem thi binh đầu đánh nổ, như thế phí sức nhiều, người cũng biết thi binh thân thể phi thường cứng rắn, kém xa người dạng này bất việc. Ha ha, đi thôi, Giang giật không nói thêm lời, khống chế thất thải hồn thương một mảnh quét ngang, giết ra một đường máu hướng phong đô thành phóng đi. Giờ phút này nếu có người từ trên cao góc nhìn xuống phía dưới, nhất định có thể nhìn thấy một bức cực kỳ bao la hùng vĩ hình tượng. Tứ phía tám phương nguyên nguyên không ngừng thi binh vào tới, những cái kia thi binh toàn thân đều bốc lên hắc khí, hai mắt huyết hồng, rất nhiều thi binh trên thân đều có hôn thúi máu đen, còn có một số thi binh tay chân không được đầy đủ, trên tay cầm lấy đủ loại binh khí, dương nanh múa vuốt đánh tới, trong miệng phát ra trận trận quái khiếu, âm phong kêu khóc, tựa như thật âm tào địa phủ. Trong đám thi thể, một thanh niên bước nhanh tiến lên, bên cạnh hắn có một cây nho nhỏ thất thải hồn thương vần quanh, hồn thương hóa thành thiểm điện ở bên người từng cái thi binh trong đầu bay qua, thi binh rơm dạ không ngừng ngã xuống. Đằng sau đi theo một cái tuyệt mỹ thiếu nữ, chân trần treo trên bầu trời mặt đất hai thước phi hành, toàn bộ hình tượng cho người ta một loại thật sâu tâm linh chấn động. Cũng không biết những này thi binh là từ đâu dũng mãnh tiến ra, giang giật thần thức có thể dò xét trăm dặm, giờ phút này phương viên trăm dặm đều là thi binh, căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Cũng may những này thi binh cùng trước kia thực lực tranh lệch không nhiều, căn bản không trở ngại giang giật tiến lên. Bất quá, đi về phía trước vạn lý, giang giật cũng không biết đánh chết bao nhiêu thi binh, hắn rốt cuộc cảm giác được một tia linh hồn mệt mỏi. Thất thải hồn thương nói thế nào đều cần tâm niệm khống chế, cần tinh chuẩn công kích mỗi cái thi binh linh hồn, dạng này rất hao tâm tốn sức. Ta tới đi, Doãn Nhược Băng nhìn thấy Giang Giật trong mắt đều là vẻ mệt mỏi luôn miệng nói, Giang Giật quay đầu nhìn thoáng qua Doãn Nhược Băng nói, người có thể hay không rất phí sức. Hừ hừ, chớ xem thường bản tiểu thư, Doãn Nhược Băng vỉnh lên cái mũi, thân thể hướng phía trước bay đi, trong tay màu đỏ tiểu cung không ngừng lấp lánh, từng đạo kinh khủng hồng quang liên tục bay ra, hóa thành mấy trăm màu đỏ mũi tên nhỏ phân biệt hướng mấy trăm cái thi binh đầu vào tới phanh 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 mấy trăm thi binh đầu đồng thời nổ tung Chàng diện kia phi thường hùng vĩ sang giật vội vàng mở ra thần thuẫn tránh cho thi huyết tung tóe hắn một thân hắn nhìn lướt qua màu đỏ tiểu cung gật đầu nói không tệ đây cũng là cổ khí a doãn nhược băng kiêu ngạo ngóc đầu lên quay đầu lại nói đúng vậy đây là xạ thần cung thượng cổ thời đại rất nổi danh phối hợp ta cảm mộ một loại tứ tinh đạo văn uy lực còn có thể a Giang giật nhếch miệng cười một tiếng, giơ ngón tay cái lên, yên tâm đem thất thải hồn thương thu hồi lại. Doãn nhược băng nhìn thấy Giang giật ngón tay cái, con mắt lập tức cười thành vành trăng khuyết, hưng phấn hướng phía trước phóng đi, xạ thần cung không tách ra hạp, mấy trăm kinh khủng hồng quang liên tục không ngừng bắn ra, phía trước thì binh đầu từng mảnh từng mảnh nổ tung, thân thể cũng bị đánh bay ra ngoài, công kích hiệu quả mặc dù không có Giang giật nhẹ nhõm tùy ý, nhưng là cũng rất là không tệ. Đây là phong hệ thượng giai đạo văn, Giang giật nhìn thấy những cái kia màu đỏ mũi tên nhỏ cảm giác giống như là từng đạo tật phong, cũng đều có thể tự động truy tung thi binh đầu, tò mò hỏi. Doãn nhược băng quay đầu nửa nụ cười xinh đẹp, gật đầu nói, đúng vậy, đây là phong hệ thượng giai đạo văn u phong truy hồn, đây là chính ta cảm mộ A, không phải dựa vào gia tộc bí cảnh. Lợi hải Giang giật lại giơ ngón tay cái lên, Doãn nhược băng con mắt lần nữa biến thành vành trăng khuyết, tựa như một cái đạt được trưởng bối khích lệ hai từ. Kia tinh khiết nụ cười, nhẹ nhàng dáng người yểu điệu, tuyệt mỹ gương mặt, óng ánh sáng long lanh chân ngọc, cho người ta cảm giác tựa như một cái trong rừng bay ra ngoài như tinh linh, trên người nàng còn tản mát ra nhàn nhà thấm người mùi thơm, xua tán đi bốn phía thi binh mùi hôi thối, để giang giật cảm giác đây không phải phong đô thành, mà là tại cùng doãn nhược băng đang du sơn ngoạn thủy hài lòng. Hai người thay phiên khởi công, tốc độ đạt tới cực hạn. Nam nữ phối hợp, làm việc không mệt, ngược lại để cho hai người đều tinh thần khuấy động, hao tốn đại nửa ngày đạt đến phong đô thành bên ngoài nhìn qua kia đen nhánh cao lớn tường thành, đỏ tươi như máu cửa thành, giang giật sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Bên ngoài đột nhiên xuất hiện thi binh, bên trong khẳng định hội nguy hiểm hơn, mấu chốt nhất là tà phi cùng chiến thiên lôi rất có thể ở bên trong, chiến thiên lôi không chi thức phá thân phận của hắn không có, như không có nhìn thấu còn tốt, khám phá sẽ phiền toái hơn. Ông, hắn cổ thần nguyên giới sáng lên, một cái nguyễn kiếm xuất hiện, đối đầu bán thần hắn chỗ dựa duy nhất liền là thần âm thiên kỹ. Thất thải hồn thương công kích phía dưới, mặc dù rất có thể kích thương đối phương, nhưng bán thần lực phản ứng quá nhanh, căn bản sẽ không cho hắn cơ hội tới gần đánh lén. Giang giật, đừng lo lắng. Doãn nhược băng nhìn ra Giang giật lo lắng, tự tin cười nói coi như tao ngộ tà phi, ta mặc dù không có cách nào đánh lui hắn, nhưng cũng có thể tạm thời để hắn mê choáng, phòng đồ thành bên trong khắp nơi đều là chỗ ngã ba, hắn đuổi không kịp chúng ta. Ách, Giang giật kinh ngạc nhìn qua Doãn nhược băng, cô nàng này còn có thể đối phó bán thần hắn rất nhanh nghĩ thông suốt, đôi mắt lóe lên nói, đây là các người hương nữ tộc năng lực đặc thù. Ừm, doãn nhược băng sắc mặt có chút phiếm hồng, ánh mắt lấp lóe có chút không dám xem giang giật. Ha ha, người trước khác đừng thiện động, tà phi không nhất định giết được ta. Giang giật mềm kiếm nhất dương, trước tiên hướng phong đô thành phóng đi. Chi chi, tại hai người tới gần cửa thành 30 trượng, sơn đỏ đại môn từ từ mở ra, tựa như một cái cự thú miệng lớn hé miệng, muốn đem hai người thôn vệ đi vào. Giang giật giữ chặt doãn nhược băng tay nhỏ dứt khoát tiến vào cửa thành bên trong, cửa thành chậm rãi quan bế, ngoài thành thi binh cũng giống như thủy triều thối lui, lưu lại đầy đất tàn thi. Rất kỳ quái chính là chờ dây lát, trên đất tàn thi bạch quang lóe lên biến mất, tự liền những cái kia máu đen đều biến mất đến không còn một mảnh, bên ngoài lại thay đổi thành hoàn toàn hoang lương. Tiến vào phòng đô thành về sau, Giang giật không có giống trước kia đồng dạng nghe được một tiếng quỷ vương kêu gọi, kia quỷ vương là ngao lư biến thành, Giờ phút này ngao lưu đều tại vô tận biển sâu, tự nhiên không có khả năng lại đến truyền âm. Phiền toái, hai người nhìn qua phía trước chen chúc mà đến thi binh sắc mặt đều ngưng trọng lên, bởi vì trong này thi binh trở nên khác biệt, tốc độ khí thế đều tăng lên ít nhất gấp đôi. Mà lại ngàn trượng bên ngoài hai người mơ hồ còn chứng kiến một cái to lớn thi thú, nơi này thi binh hẳn là so bên ngoài cường đại mấy lần, thi thú thực lực cũng không biết rốt cuộc mạnh cỡ nào. Chương 1102, Bảo tẩu, mặc kệ mạnh không mạnh Thi binh đã xông tới, giang giật chỉ có sông đi lên. Lần này hắn cẩn thận là hơn, thả ra cương phong thần thuẫn, đồng thời chuẩn bị 10 chuôi cương phong chi nhật, thất thải hồn thương như cầu vồng bắn ra, bắn thẳng đến phía trước nhất một tên thi binh. Oanh, thi binh linh hồn thể vẫn là bỗng chốc bị đánh nát, nhưng rõ ràng không có vừa rồi tại bên ngoài như vậy tùy ý, giang giật khống chế thất thải hồn thương công kích, quay đầu quát khẽ nói, như băng cẩn thận chút, nơi này thi binh rất lợi hại, cái kia thi thú đoán chừng lợi hại hơn, Ngươi bảo vệ tốt chính mình. Mặt khác, khác đừng dựa vào ta quá gần, ta bên ngoài cơ thể có cương phong hộ thể, sẽ làm bị thương đến ngươi. Tốt, doãn nhược băng không dám khinh thường, bên ngoài cơ thể thần thuẫn sáng lên một phần, bên ngoài thân một kiện lục sắc xinh đẹp chiến giáp ngưng hiện. Chiến giáp này rõ ràng là thông linh trí bảo, phía trên có phủ văn lấp lánh, cửu đế gia tộc nội tình quá mạnh, doãn gia đệ nhất tiểu thư có một kiện thông linh trí bảo chiến giáp cũng bình thường. Giang giật nhìn thoáng qua yên tâm lại, chuyên tâm hướng phía trước công kích, giết ra một đường máu tìm kiếm cửa ải tiếp theo cửa ra vào. Ngao ngao, ngàn trưởng bên ngoài to lớn thi thú đã bị kinh động, ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét một tiếng, thanh âm trên đường phố quanh quẩn không ngớt, chấn động đến giang giật doãn nhược băng khí huyết quay cuồng, màng nhĩ nhói nhói. Thi thú trên thân hắc khí vần quanh, sáu cái to dài chân trầm xuống, thân thể nhảy lên thật cao, kia to lớn miệng rộng mở ra, lộ ra một tấm tinh hồng miệng rộng, kia hiện ra hàn quang răng nhọn làm người sợ hãi, một đôi chuông đồng lớn huyết hồng con nuôi càng là thấy doãn nhược băng thân thể mềm mại run lên chết giang giật mười chuôi cương phong chi nhận hướng phía trước gào thét mà đi đối chiều cao đạt tới 20 trượng cự thú hung hăng bổ tới một cái cương phong chi nhận còn bắn thẳng đến nó huyết hồng miệng rộng ngao thi thú há mồm phun ra một cái hắc khí hắc khí tại phía trước lăn lộn hình thành một cái màu đen to lớn mũi tên đối giang giật hung hăng phóng tới phanh 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 mười chuôi cương phong chi nhận hung hăng bổ vào thi thú trên thân thể từng đạo kim thiết đụng nhau thanh âm vang lên, thi thú bị đập bay ra ngoài, để Giang giật rất là khiếp sợ là 10 chuôi có thể đem cao cấp thiên cơ thuyền vòng bảo hộ bổ ra cương phong chi nhật, lại chỉ là đem thi thú bổ ra 10 đạo to lớn vết máu, liền bên trong xương cốt đều bổ không ngừng, trong miệng cũng chỉ thái nhỏ một chút thi thịt, chớ nói chi là chặn ngang đưa nó xoắn thành mảnh vỡ. Suy suy, thi thú hắc khí ngưng tụ màu đen mũi tên bắn tới, kia mũi tên tốc độ rất nhanh, phạm vi công kích cũng rất lớn, Giang giật giống như trước tiên thối lui đoán chừng tới kịp, nhưng là phía sau hắn là doãn nhược băng hắn lại như thế nào hội lui ầm um, một đạo một ngạt thanh âm nổ lên giang giật thân thể bị hung hăng đập bay bên ngoài thân cương phong thần thuẫn năng lượng kịch liệt tiêu hao may mà cuối cùng tiếp tục chống đỡ vẫn là không có phá nhưng giang giật cũng bị màu đen mũi tên mang theo uy áp chấn động đến khí huyết quay cuồng nội tạng bị hao tổn thứ quỷ này vẫn rất mạnh giang giật lau đi khóe miệng vết máu đứng lên lần nữa phi thân nhảy lên thật cao hắn đối doãn nhược băng quát khẽ nói như băng người trước thanh trừ thi binh, ta đi đem cái này đại gia hỏa xử lý trước. Cẩn thận một chút, doãn nhược băng nhẹ gật đầu, màu đỏ tiểu cung đóng mở, mấy trăm đạo hồng quang bắn ra, lần này uy lực không có lớn như vậy, nhưng cũng làm cho gần trăm cái thi binh đầu bạo liệt, cũng là không cần lo lắng ngăn không được thi binh. Uống, giang giật ở giữa không chung lần nữa ngưng tụ cương phong thần thuẫn cùng cương phong chi nhận, lần này thất thải hồn thương không có đi công kích đến mới cấp thấp thi binh, đi theo 10 chuôi cương phong thần thuẫn, bắn thẳng đến phía dưới lại bay vụt mà đến to lớn thi thú. Phanh, phanh 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 phanh, lần này Giang Giật không có khống chế cương phong chi nhận chém loạn, mà là liên tục không ngừng hướng thi thú một cái chân bổ tới, hắn nghĩ chém đứt thi thú sáu đầu chân, để nó nhảy vọt không nổi, chỉ có thể buộc mà chờ chết. Hắn thất thải hồn thương cũng lượn quanh một vòng bay đi, khóa chặt thi thú công kích linh hồn. Suy suy, thi thú phun ra một cái hắc khí, ngưng tụ ra một cây màu đen đại tiến gào thét mà đến, thi thú chính là điểm này kém một chút, bọn chúng công kích tương đối đơn nhất dù sao chết đồ vật liền là chết đồ vật mạnh hơn cũng không so bằng khi còn sống không được thất thải hồn thương vừa tiến vào thi thú linh hồn thức hải giang giật liền phát hiện không đúng cái này thi thú linh hồn trong thức hải hắc khí quá nồng nặc một cái không tốt thất thải hồn thương đều muốn bị ăn mòn giang giật không dám mạo hiểm hắn kịp thời đem thất thải hồn thương rút lui ra oanh giang giật cùng thi thú khoảng cách quá gần không có nửa điểm ngoài ý muốn hắn căn bản không kịp tránh né thân thể lần nữa bị thi thú phun ra hắc khí đánh bay trùng điệp hướng nơi xa đập tới đập vào bên đường trong nhà đá dẫn tới thạch ốc cầm chế lấp lánh không ngớt lại đến Giang giật bị đập bay trước nhìn thấy thi thú xương đùi bị chém nứt một nửa trong mắt hàn quang vạn trượng hắn thứ chín khỏa tinh thần bên trong cương phong rất nhiều căn bản không sợ tiêu hao cái này thi thú đã không thể đánh giết vậy liền để nó biến thành một cái không có cước thi thú vù vù Giang giật lần lượt bay lên lần lượt bị đập bay, mỗi lần hắn đều phóng thích 10 chuôi cương phong chi nhận bổ vào một chỗ. Thì thú bên trái đầu thứ nhất chân cùng đầu thứ hai chân rất nhanh bị chặt đứt, nhưng đằng sau còn có một cái chân, nó đồng dạng có thể chống đỡ, tiếp tục biên cuồng công kích Giang Giật. Oanh, Giang Giật lần thứ 10 bay lên về sau, thì thú bên trái ba cái chân toàn bộ bị chém đứt, mặc dù bên phải ba cái chân hoàn hảo, nhưng nó thân hình khổng lồ căn bản là không có cách trèo chống, không ngừng giãy dụa đứng lên, nhưng thân thể lại ầm vang ngã xuống, đứng cũng không vững, cũng vô pháp công kích. Đi, Giang giật lao đi khóe miệng vết máu, thất thải hồn thương bắn ra, mang theo doãn nhược băng hướng phía trước chạy như điên. Không có thi thú ngăn cản, những cái kia thi binh căn bản ngăn không được hai người, hai người tại từng bầy thi binh bên trong giết ra đường máu, hướng phía trước đường đi nhanh chóng hướng về đi. Ông, vừa mới chạy vội ra ngoài hơn 10 giặc, Giang giật trong đầu đột nhiên xuất hiện một màn hình tượng, bầu trời vỡ ra một cái kim cương tiên tử giữa không trung rơi xuống phía dưới, vết nứt không gian biến mất, hình tượng cũng đã biến mất. Đệ tam kiện bảo vật bị người thu hoạch, Giang giật đôi mắt trợn to cùng doãn nhược băng liếc nhau, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Như thế nhanh chóng đạt được đệ tam kiện bảo vật, điều này nói rõ rất có thể chiến thiên lôi hoặc là tà phi xông qua cửa thứ ba, đương nhiên cũng có thể là y thiền hoặc là kiếm vô ảnh xông qua cửa thứ năm. Mặc kệ là bất luận một loại nào tình huống, đối với Giang giật tới nói đều không phải là chuyện tốt. Kiện thứ hai bảo vật liền là lưu ly li tháp, giống như bị tà phi chiến thiên lôi kiếm vô ảnh bọn người thu hoạch được đây chính là một cái đại phiền toái một khi ra huyền thần cung ba người đều có bán thần cường giả bảo hộ hắn lại như thế nào theo trong tay bọn họ cướp đoạt lưu ly tháp lên 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 giang giật nội tâm bạo giống một tiếng thất thải hồn thương điên cuồng bay ra hắn hoàn toàn không để ý tinh thần lực hao tổn bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía trước phóng đi tìm kiếm phong đô thành cửa ra vào giang giật doãn nhược băng có chút lo lắng nhìn qua giang giật tiếp tục như vậy Giang giật chịu không được bao lâu, vạn nhất tao ngộ càng cường đại thi thú thật là ứng đối ra sao nhưng Giang giật đã phát cuồng bạo tẩu, nàng chỉ có nhanh chóng đuổi theo, trong tay xạ thần cung lấp lánh, thời khắc chuẩn bị các loại chờ Giang giật kiệt lực lúc, giúp hắn ngăn trở trước mặt công kích. Ngao ngao, ô ô, hô hô, từng đầu trên đường phố thi binh không ngừng thức tỉnh, biên cuồng hướng Giang giật cùng doãn nhược băng vào tới. Phía sau hai người thì là một chỗ ngã xuống đất thi binh, bốn phía âm phong kêu khóc, đèn lồng một sáng một tối, phong đô thành tựa hồ biến thành chân chính địa ngục. chương 1103, Giang Dật chúng ta lại gặp mặt. Ba ngày, dòng dã ba ngày thời gian, Giang Giật không muốn sống ngày đêm không ngừng công kích, không có nghỉ ngơi một hồi. Ba ngày thời gian hắn cũng không biết đánh chết bao nhiêu thi binh, đả thương bao nhiêu con thi thú. Hắn duy nhất rõ ràng là, hắn đã dòng dã tìm 800 con đường, nhưng vẫn là không có tìm được cửa ải tiếp theo lối vào. Cái này phong đô thành dù sao có được hơn hai vạn con đường, hai người tốc độ rất nhanh, nhưng trên đường thi binh cùng thi thú nhiều lắm, một ngày thời gian có thể đi ngang qua hơn 200 đầu đã rất tốt. Hô hô, Giang giật rốt cục có chút không chống nổi, dừng lại nghỉ ngơi. Doãn nhược băng cũng mệt mỏi quá sức, trên mặt đều là mỏi mệt, Giang giật ép buộc chính mình tỉnh táo lại, tiếp tục như vậy không chỉ có tìm không thấy cửa ải tiếp theo giao lộ, sẽ còn liên lụy Doãn nhược băng cùng chết đi. Như băng nghỉ ngơi một chút, Giang giật ánh mắt quét qua tìm đường đi bên cạnh một cái trống rỗng thạch ốc, mang theo Doãn nhược băng xông vào thạch ốc hắn để doãn nhược băng ở bên trong nghỉ ngơi, chính mình ngăn ở trên cửa đá, thất thải hồn kiếm không ngừng lấp lánh, đem dùng để thi nhân toàn bộ đánh giết. Chỉ là, cái này thi binh không giống lần trước, không tới gần liền sẽ không thức tỉnh, nơi xa có liên tục không ngừng thi binh vào tới, căn bản không có cuối cùng. Ngăn cửa, Giang giật nghĩ đến một biện pháp tốt, tìm đồ đem cửa đá ngăn chặn, hai người liền có thể an tâm ở bên trong nghỉ ngơi. Nhưng nghĩ nghĩ hắn phát hiện không có gì tốt đồ vật dùng ngăn cửa A, à, bình thường đồ vật quá nhỏ, lực phòng ngự không đủ đế cung cùng luyện thần lô một khi phóng xuất ra kia lại quá lớn căn bản chắn không được đáng tiếc nơi này không gian thần khí không dùng đến nếu không hai người có thể tiến vào đế cung bên trong bằng vào đế cung phòng ngự duy trì một canh giờ cũng không có vấn đề giang giật ta có biện pháp doãn nhược băng đoán được giang giật tâm tư nàng một viên màu đỏ cổ thần nguyên giới sáng lên trong tay xuất hiện một cái tấm chắn nhỏ cái này tấm chắn nhỏ rõ ràng là ngụy thần khí doãn nhược băng nguyên lực quán chú tấm chắn bay ra ngoài khi đi tới cửa Doãn Nhược Băng quát khẽ, biến tấm chắn rừng ở cửa chính, lập tức quang mang vừa tăng cấp tốc biến lớn, hoàn toàn đứng vững cửa đá, một điểm khe hở đều không có, Giang giật nhìn mấy lần cảm khái nói, đồ tốt, đây là bảo vật gì a à? Doãn Nhược Băng cười nhạt một tiếng, giải trừ thần thuẫn nói, đây là như ý lá chắn, có thể biến hóa ngàn vạn đâu, còn có thể biến thành chiến giáp chiến đao, bất quá lực phòng ngự không bằng ta thân thể linh lung giáp. Người bảo vật thật nhiều à? Giang giật cảm khái một tiếng đặt mông ngồi dưới đất, cứ như vậy tựa ở trên vách tường nhắm mắt nghỉ ngơi. Doãn nhược băng không có dơ bẩn như vậy, nàng theo trong giới chỉ lấy ra hai tấm thanh một cái ghế, còn có một tấm bàn vuông, lấy ra một chút linh quả, hì hì cười nói, giang giật, đến ăn chút quả hồng, cái quả này có thể bổ sung thể lực, khôi phục tinh lực. Tốt, giang giật cũng không khách khí, bò lên ngồi trên ghế nắm lên linh quả miệng lớn gặp, không có nửa điểm dáng vẻ. Doãn nhược băng ngồi tại đối diện cắn từng miếng nhỏ, tư thế ngồi cũng đoan chính, đại gia tộc gia tiểu thư bất cứ lúc nào đều rất chú ý dáng vẻ nàng mắt to chớp lấy nhìn xem giang giật ăn như hổ đói hé miệng cười nói giang giật chớ ăn vội vã như vậy ta chỗ này còn có rất nhiều quả hồng đầy đủ ngươi ăn hai năm ta muốn tranh thủ thời gian a nếu không lưu ly tháp tự bị người đoạt giang giật một bên gặm một bên mập mờ nói lưu ly tháp doãn nhược băng khẽ giật mình nghi hoặc hỏi người muốn lưu ly tháp kiền cái gì ta còn tưởng rằng ngươi muốn tranh huyền thần cung đâu huyền thần cung là huyền đế lão gia tử hắn muốn cho ai vậy liền là ai tranh cũng vô dụng giang giật lắc đầu nói ra lưu ly li tháp lại là có thể tranh mà lại so sánh huyền thần cung ta càng nghĩ đến hơn đến lưu ly li tháp thứ này đối với ta rất trọng yếu a à nha doãn nhược băng nhìn thấy giang giật không phải rất muốn nói dáng vẻ cũng không nhiều hỏi cứ như vậy lẳng lặng nhìn giang giật cuồng ăn khóe miệng không phải lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt như cái dạng này cho chiến thiên lôi thấy được đoán chừng muốn nổi trận lôi đình tìm giang giật liều mạng Giang giật không tâm tư đi để ý tới doãn nhược băng, ăn 10 cái linh quả cảm giác tinh thần cùng thể lực quả nhiên khôi phục thật nhiều, hắn dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Hắn nhất định phải nắm chắc thời gian, đã qua 3 ngày còn không có tìm tới lối ra, nếu quả như thật là tà phi hoặc là chiến thiên lôi qua cửa thứ ba, hắn chỉ cần xông một quan liền có thể đạt được lưu ly tháp. Ngao ngao, ô ô, phanh phanh, bên ngoài thi binh tiếng quái khiếu không ngừng, còn có thi binh ngửi thấy trong phòng người sống khí thức, không ngừng công kích tấm chắn, bọn chúng trên thân hắc phong trận trận để gian phòng bên trong trở nên âm trầm nhưng giang giật lại ngủ được rất an tường doãn nhược băng ngồi tại giang giật bên người kéo lấy hai má lẳng lặng nhìn qua hắn quên đi phía ngoài hết thảy giang giật tại hoàng tuyền lộ lúc tự biến thành bộ dáng của mình đây là doãn nhược băng mãnh liệt yêu cầu phía dưới biến trở về tới giờ phút này doãn nhược băng cũng nhìn chằm chằm gương mặt này cảm thấy càng xem càng có hương vị giang giật bản thân dáng dấp tướng mạo thường thường nhưng khốn long thảo cải tiến về sau để hắn làn da trở nên phi thường tốt ngũ quan cũng hơi cải biến một chút xíu trở nên dị thường có nam nhân vị thuộc về càng xem càng dễ nhìn loại kia nhìn một chút doãn nhược băng cũng buồn ngủ chậm rãi dựa vào ghế ngủ thiếp đi một mặt điềm tĩnh nụ cười tựa hồ tại nàng trong khuê phòng nghỉ ngơi hài lòng nghỉ ngơi ba canh giờ giang giật tỉnh lại hắn vốn muốn gọi tỉnh doãn nhược băng tiếp tục đi tới nhưng nhìn nàng ngủ được thơm như vậy không đành lòng đánh thức nàng chờ sau hai canh giờ hai người mới lần nữa lên đường tiếp tục đổ sát thi nhân thi thú tìm kiếm lối vào thật kỳ quái vì sao không thấy chiến thiên lôi cùng tà phi đánh giết thi binh cùng thi thú cùng nhau đi tới giang giật không có phát hiện một cái thi binh thi thể không nhịn được âm thầm hiếu kỳ mà tại hắn đi ngang qua chính mình đi qua một lối đi phát hiện kia trên đường phố thi thể đều không thấy ngược lại lại toát ra mới thi binh về sau lập tức bừng tỉnh đại ngộ xem ra những cái kia thi binh bị đánh giết sau đều sẽ bị cấm chế truyền tống đi tiếp theo lại truyền tống mới thi binh tới trên hoàng tuyền lộ phệ hồn ngạc cũng hẳn là dạng này, nếu không bao năm qua đến như vậy nhiều người vượt quan, bên trong quái vật sớm đã bị giết sạch. Một ngày, hai ngày, ba ngày, lần nữa qua ba ngày, Giang giật lại đi khắp hơn 800 con đường, hắn vận khí phi thường không tốt, vẫn không có gặp được lối ra. Hắn chỉ có cùng Doãn Nhược Băng lần nữa tìm địa phương nghỉ ngơi, Doãn Nhược Băng như ý lá chắn rất không tệ, có thể làm cho hai người an tâm nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi nửa ngày tiếp tục lên đường, qua sáu ngày, ngược lại là không có tại có người phá quan đạt được bảo vật phía sau cửa ải thế nhưng là càng ngày càng khó thực lực càng mạnh độ khó càng lớn coi như chiến thiên lôi tà phi đều rất khó đột phá a à. lối ra ngày thứ 8, trên một con đường doãn nhược băng đột nhiên kêu to lên giang giật đang cùng một cái thi thú đại chiến nhất thời không có lưu ý tại doãn nhược băng gợi ý hạ ánh mắt của hắn như điện quét qua lập tức con người sáng như tinh thần nơi xa vài dặm bên ngoài mở tối cuối con đường mơ hồ có một đạo tỏa sáng cửa đá Phong đô thành bên trong trên đường phố đèn lồng tia sáng đều rất khó, không có khả năng có như thế quang mang đồ vật, cái kia hẳn là là lối ra không sai. Nơi này thật là lối ra, nhưng, các ngươi vào không được, đúng lúc này, một đạo âm trầm thanh âm vang lên, âm u đường đi một cái trong nhà đá, một đạo bóng người như kiểu lưới kiếm sắc bén bắn ra, thân thể của hắn ngoài có một cái cự đại đầu lâu quay chung quanh hắn phi hành, tàn mát ra thì huyết hồng quang, hắn một đôi mắt đều là hận ý, nhìn chằm chằm Giang giật nhếch miệng cười lạnh nói, ta chờ ngươi hai ngày, vốn định diệt trừ một cái tình địch, lại không nghĩ rằng lại là một con cá lớn, Giang giật, chúng ta lại gặp mặt. chương 1104, huyết đế giáp, tà phi hoàn toàn chính xác tại bực này hai ngày, chiến thiên lôi sớm tại sáu ngày trước tổ tiến vào cửa thứ tư, tà phi vận khí không phải rất tốt, hao tốn mấy ngày thời gian mới tìm được lối ra, nhưng hắn không có tiến vào cửa thứ tư, mà là lựa chọn tại bực này đợi. Bởi vì Tà Phi phát hiện chiến thiên lôi thực lực không cần hắn tranh lệch, mà lại trên người có một kiện cực kỳ lợi hại cổ khí, vẫn là tại Đông Hoàng Đại Lục xếp hạng 10 vị trí đầu cổ khí. Tà Phi là nghĩ như vậy, đã chiến thiên lôi đi vào nhiều ngày như vậy, coi như truy cũng rất khó đuổi kịp, hắn không cạnh tranh được chiến thiên lôi. Mà lại hắn cùng giang giật đồng dạng ý nghĩ, huyền đế nhân vật bậc nào hắn đổ vật làm sao lại dễ dàng như vậy tặng người coi như xông đến cửa thứ năm cầm tới 15 điểm điểm tích lũy, khẳng định cũng không chiếm được huyền thần cung, sở dĩ tà phi không có chút nào gấp, kia cái gì lưu ly tháp cho chiến thiên lôi lại như thế nào. Hắn quyết định tại bực này mấy ngày, hắn muốn nhìn một chút Lê Thiên sẽ hay không đi địa ngục cấp cửa ải, Lê Ban ngày cùng y thiền quan hệ mập mờ, để tà phi nội tâm nổi giận tới cực điểm, không giết chết Lê Thiên nội tâm của hắn một ngày đều sẽ không bình tĩnh. Không nghĩ tới đợi hai ngày hắn ngoài ý muốn chờ đến, hắn càng không có nghĩ tới, Lê Thiên liền là giang giật. Lê Thiên là giang giật, phát hiện này để tà phi rất nhiều nghi hoặc thoáng cái nghĩ thông suốt, Y Thiền cùng Giang giật một mực mập mờ không rõ, Y Thiền như thế tâm cao khí ngạo. Tại thanh vân đường thế mà bị một cái nam tử lôi kéo tay giống như người này là giang giật tựu rất dễ giải thích. Tà phi, giang giật cùng doãn nhược băng thân thể đồng thời chấn động, giang giật cũng không có lui nhanh, trong tay luyện thần lô xuất hiện, nguyên lực rót vào, luyện thần lô lập tức quang mang lấp lánh, phù văn du tẩu, một cỗ khí tức kinh khủng truyền khắp bốn phía, giang giật cười ha hả, tà phi, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới, Phật dưới núi ta có thể giết năm tên bán thần. Hôm nay giết chết ngươi và giết chết một cái kiến tộc đơn giản. A, à, Doãn nhược băng đôi mắt đẹp lấp lánh, đầy mắt cực nóng nhìn qua giang giật. Phật dưới núi giang giật hoàn toàn chính xác tiêu chết năm cái dưới thần để ngàn dặm hóa thành đất khô cằn. Chẳng lẽ chính là cái này thạch lô công lao sau cái này thạch lô khí thế ngược lại là phi thường cường đại, rất có thể là giang giật tại luyện ngục phế tích bên trong đạt được cổ khí. Như băng lui ra phía sau, chờ ta đốt giết tà phi. Giang giật quát khẽ một tiếng nguyên lực lần nữa điên cuồng quán chú, để luyện thần lô khí thức càng khủng bố hơn. Doãn nhược băng rất nghe lời lui ra phía sau, bất quá trong mắt vẫn là hiện lên một tia tâm tình rất phức tạp, dù sao tà phi là cửu đế gia tộc tử đệ, cửu đế gia tộc đồng khí liên chi, giang giật chém giết tà phi mặc dù sẽ không bị bên ngoài biết rõ, nhưng nàng vẫn là nội tâm có chút bất an. Ha ha ha, tà phi cười ha hả không hề sợ hãi chút nào, ngược lại đùa cợt nói ra, luyện thần lô hỏa thần năm đó thành danh binh khí, Thứ này ta điều tra tư liệu, ngươi không phải muốn đốt chết ta ngươi cứ việc đốt, có thể đốt chết ta tính ngươi bản sự. Ngươi còn có thể thôi động tịch diệt chi hỏa sao ngươi có nhiều như vậy tinh thần chi lực nếu như là cửu dương chân viêm ra thật không sợ. Ây, doãn nhược băng dừng chân lại, ánh mắt lộ ra một tia kinh nghi, ánh mắt hướng giang giật nhìn lại. Giang giật lại nhếch miệng cười một tiếng, không có chút nào nửa điểm kinh hoàng, lạnh nhạt nói, vậy sao ngươi không đến A, à? ngươi có gàn tới A. À? Như băng mau trốn giang giật một bên khác truyền âm cho doãn nhược băng thanh sắc câu lệ doãn nhược băng giờ mới hiểu được tà phi nói đúng lời nói thật giang giật căn bản không có cách nào thôi động luyện thần lô nếu không sẽ không ở cái này nói nói nhảm nhiều như vậy sớm đi thời gian càng sẽ không như thế lo lắng gặp gỡ tà phi cùng chiến thiên lôi doãn nhược băng nghe nói như thế về sau không chỉ có không có lui ngược lại hướng giang giật bay đi bên kia tà phi trần chờ một chút quả quyết động giang giật cùng hắn là tử thù như Giang Giật có thể giết hắn đã sớm động thủ, Giang Giật chưa từng là ưa thích nói nhảm người, Tà Phi đã từng hỏi Tà Đế, Tà Đế khẳng định Giang Giật không đột phá bán thần tuyệt đối không thể lại sử dụng luyện thần lô, hắn lựa chọn tin tưởng Tà Đế. Hô hô, cẩn thận lý do, Tà Phi vẫn là không dám áp sát quá gần, rời đi Giang Giật có ngàn trượng khoảng cách, bên cạnh hắn cái kia to lớn đầu lâu gào thét mà tới. Cái này đầu lâu tại hắn đột phá bán thần về sau, Tà Đế tự mình cho hắn luyện hóa một lần, biến thành cổ khí uy lực đại tăng, lúc phi hành với hắc phong trận trận, tiếng giết mặc kim liệt thạch, khí tức dọa người. Chanh chanh, Giang giật một cái tay khác nhuyễn kiếm xuất hiện, điên cuồng múa, phát ra một trận sụp sôi thanh âm. Luyện thần lô cũng thu hồi, đột nhiên đánh ra cương phong, trên người hắn sát lục chân ý phóng thích, đôi mắt trở nên đỏ như máu, đột nhiên quay đầu về doãn nhược băng âm thanh quát lớn nói, doãn nhược băng, lui ra phía sau. Giang giật, muốn đi cùng đi, doãn nhược băng không có nghe giang giật, ngược lại đối tà phi khẽ kêu nói, tà phi, muốn giết giang giật, trước hết giết ta doãn nhược băng đi. Ha ha ha, tà phi triệt để yên tâm lại, thân thể bắn nhanh mà đến, ánh mắt u u nhìn chằm chằm doãn nhược băng nói, người cái này tiện nữ nhân, thế mà cùng một cái tội đảo gian tế tầng tiệu với nhau ngươi cũng không sợ mất đi các ngươi doãn ra mặt đông hoàng đại lục nhiều như vậy tuyệt thế công tử, thiên lôi huynh điểm này so cái này tạp toái kém. Vì sao các ngươi cả đám đều phải thích bên trên cái này tạp toái doãn nhược băng, hôm nay bay ra liền đem ngươi tiền dâm hậu sát, miễn cho người ném chúng ta cửu đế gia tộc mặt. Phanh phanh phanh, mười chuôi cương phong chi nhận hung hăng bổ vào đầu lâu bên trên, đầu lâu quang mang lấp lánh bị đánh bay, nhưng không có mảy may tổn thương, lực phòng ngự cường đại đến đáng sợ. Thần âm thiên kỹ thanh âm cũng chuyển đi qua, để tà phi biểu lộ thoáng có chút thống khổ, trong mắt cũng có thị huyết xúc động, nhưng hắn thân hình thế mà không có nửa điểm dừng lại, hiển nhiên thần âm thiên kỹ đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Giang giật thần âm thiên kỹ đạt đến đệ nhị trọng, còn sáng tạo ra một bài có thể dung hợp sát lục chân ý bài hát, nhưng hắn đánh giá thấp bán thần thần phách, cũng quên đi tà phi là tà gia con em, cửu đế gia tộc linh dược vô số, tà phi linh hồn đã phi thường cường đại, giang giật có thể ảnh hưởng hắn một tia đã tính toán rất tốt. si Thần âm thiên kỹ tại giang giật khống chế phía dưới, cũng không có ảnh hưởng doãn nhược băng, nàng nghe được tà phi ô ngôn uế ngữ, gương mặt xinh đẹp trở nên xanh xám. Nàng lạnh giọng khẽ kêu nói, các ngươi có thể được cho tuyệt thế công tử các ngươi bóc đi cửu đế gia tộc tử đệ áo ngoài, các ngươi có cái gì các ngươi điểm này có thể cùng giang giật so tựu ngươi cái này phẩm hạnh còn muốn truy cầu thiền tỷ tỷ ngươi nằm mơ đi. Ông, doãn nhược băng trên thân bạch quang lóe lên, trên thân một cỗ nồng đậm mùi thơm tản ra, kia mùi thơm rất nhanh ngưng tụ thành một đóa đóa hoa tươi hư ảnh liên tục không ngừng hướng tả phi vào tới. Doãn nhược băng truyền âm cho giang giật nói, giang giật, mau trốn, ta trước kéo tả phi. Giang giật hội trốn sao chạy trốn hắn vẫn là giang giật sao. Trong mắt của hắn lộ ra vẻ điên cuồng, thể ngoại cương phong thần lá chắn ngưng tụ, nguyễn kiếm trong tay điên cuồng múa, mười chuôi cương phong chi nhận ngưng tụ, đồng thời thất thải hồn thương lặng yên đi dưới mặt đất, chuẩn bị đánh lén. Ở chỗ này không thể độn thiên, không thể phóng thích lôi đình chi nộ, hắn biện pháp duy nhất liền là dựa vào thất thải hồn thương kích thương tả phi linh hồn, dạng này mới có cơ hội đào tẩu. Ha ha ha, hương nữ tộc phản tốn mê hồn thuật, tà phi cười to vài tiếng, trên người bán thần uy áp chân áp mà xuống, để giang giật cùng y thiền đều cảm giác có chút hít thở không thông, thân thể của hắn bên ngoài đột nhiên hiển hiện một kiện huyết hồng chiến giáp, kiều huyết hồng chiến giáp bên trên đều là thần bí đồ văn, nhìn rất là cổ lão tang thương, khí tức kinh khủng. Chiến giáp đem hắn toàn thân cùng đầu lâu đều bao khỏa đi vào, hắn ngạo nghễ không sợ hướng hai người bay tới, quát, doãn nhược băng, có huyết đế giáp tại, các ngươi những này cấp thấp thần thông căn bản không gây thương tổn được ta. Huyết đế giáp tả đế thế mà đem cái này của khí ban cho ngươi. Doãn nhược băng gương mặt xinh đẹp không còn có nửa điểm huyết sắc, huyết đế giáp thế nhưng là đông hoàng đại lục xếp hạng thứ năm trí bảo vừa có thể phòng ngự linh hồn lại có thể phòng ngự thân thể tại đại lục tiếng tam lừng lấy thần tứ thành bên trong bán đấu giá chiếc kia huyết đế chiến đế cùng cái này huyết đế giáp liền là cùng một cái chủ nhân đây là huyết đế năm đó mặc chiến giáp hắc hắc ta phi đầy mắt tự phụ lăng không mà đến to lớn đầu lâu vây quanh hắn xoay quanh bay múa tựa như một tôn sát thần hắn quát lạnh nói từ bỏ đi giang giật để ngươi nếm thử của ta lục tinh đạo văn hủy diệt thiên luân chờ ngươi chết rồi, ra thay ngươi hảo hảo đùa bỡn doãn nhược băng, cam đoan nàng khoái hoạt tựa như thần tiên. chương 1105, Hương Nguyễn Thần Trận Xuy xuy, tà phi hai tay múa, bốn phía không gian kịch liệt chấn động, trên bầu trời nguyên lực điên cuồng hướng hắn tụ tập, trong tay hắn rất nhanh ngưng tụ một cái cự đại màu đen bánh xe. Cái kia màu đen bánh xe tựa như một cái viên nguyệt loan đao đang nhanh chóng xoay tròn, bánh xe phụ cận không gian không ngừng bị xé nứt ra từng đạo khe hở, kinh khủng dị thường, tà phi cũng bảo hống tạp vái, đi chết. Giang giật, cẩn thận, nhìn thấy màu đen bánh xe gào thét mà đi, doãn nhược băng kinh hô lên, cái này lục tinh đạo văn nàng hơi có nghe thấy, nghe nói uy lực rất lớn, liền tà đế đô rất là tán thưởng, giờ phút này xem xét càng thêm hãi nhiên. Giang giật thân thể cấp tốc lui nhanh, vẫn là đường cong lui lại, nhưng hắn cảm giác làm sao lui, màu đen bánh xe đều sẽ đánh chung hắn. Mà lại màu đen bánh xe tốc độ quá nhanh, một loại kinh khủng uy áp cũng đập vào mặt, để tốc độ của hắn suy giảm. Hắn nghĩ tới sau lưng doãn nhược băng, cắn răng dừng lại thân thể, đã lui không được kia chỉ có ngạnh kháng, còn như sống hay chết tựu xem tạo hóa. Suy suy, hắc luân hóa thành màu đen lưu quang bay tới, mang theo chói tai tiếng rít, một khắc này giang giật trong lỗ tai hoàn toàn nghe được bất kỳ thanh âm gì, trong ánh mắt cũng chỉ có kia một đạo màu đen lưu quang, hắn cương phong chi lá chắn đã sớm ngưng kết mà thành, nhưng là hắn cảm giác tuyệt đối ngăn không được. Năm đó tại Phật Sơn phụ cận, hắn dùng cương phong chi lá chắn chặn vũ nghịch lục tinh đạo văn phán quyết phong nhật nhưng vũ nghịch là thiên quân đỉnh phong mà tà phi lại là bán thần uy lực tuyệt đối không phải một cái cấp bậc tới đi hắn trợn mắt muốn nứt bạo hống trên người áo bảo tầng tầng phồng lên trong tay hắn liên tục không ngừng đánh ra cương phong ngưng tụ cương phong chi nhận ý đồ triệt tiêu một chút màu đen bánh xe lực lượng suy suy nhưng màu đen bánh xe bắn nhanh mà đến tôi khô lạc hủ phá hủy giang giật cương phong chi nhận liền muốn hung hăng bổ vào hắn cương phong thần thuẫn phía trên đi, doãn nhược băng khẽ kêu tiếng vang lên, một cái màu trắng ngọc lá chắn bay vụt mà đến, ngăn tại giang giật phía trước, cái này tấm chắn không phải ban đầu như ý lá chắn, mà là một khối khác, cái này một khối mặt trên còn có phủ văn lấp lánh, đúng là thông linh trí bảo. ầm, um, một trận nổ vang, tấm chắn chia năm xẻ bảy hóa thành bột mịn, màu đen bánh xe tiếp tục mang theo hủy diệt hết thảy khí tức, trùng điệp bổ vào giang giật cương phong thần thuẫn bên trên. Phốc, bên kia doãn nhược băng cuồng phún một ngụm máu tươi, thông linh trí bảo cùng chủ nhân thông linh, Bạch Ngọc Thuẫn bài bị hủy diệt, Doãn Nhược Băng tự nhiên bị phản phệ thụ thương. Ba, giống như bọt khí vỡ tan, Giang Giật có thể tinh tường cảm nhận được cương phong thần thuẫn bên trong năng lượng nhanh chóng tiêu hao hết, vẻn vẹn ủng hộ không đến một hơi thời gian tự bạo liệt. Cái này hủy diệt thiên luân kinh khủng như vậy, phá hủy mấy cái cương phong chi nhận, lại hủy đi Doãn Nhược Băng thông linh trí bảo, giờ phút này thế mà còn có thể nhẹ nhõm phá mất hắn cương phong thần thuẫn. Sống còn thời khắc, Giang Giật não hải gấp trăm lần vận chuyển, bản năng cầu sinh để hắn không cam tâm cứ như vậy chết đi. Biện thạch hỏa hoa ở giữa hắn nghĩ đến ít nhất mười mấy cái biện pháp. Cuối cùng đôi mắt lóe lên, trong tay giới chỉ phát sáng lên. Một cái cự đại thạch lô ra trước ngực hắn. Hắn đem sau cùng hy vọng đặt ở luyện thần lô bên trên. Như cái này lò còn chịu không được, hắn chỉ có thịt nát xương tan. ầm um, một đạo to lớn bạo hưởng, giang giật cùng luyện thần lô bị hung hăng đập bay ra ngoài. Luyện thần lô không để cho giang giật thất vọng, cứng rắn đáng sợ, thành công chặn một kích cuối cùng đương nhiên cũng là bởi vì hủy diệt thiên luân bên trong năng lượng tiêu hao đến không sai biệt lắm nếu không coi như bổ không toái luyện thần lô bên trong cường đại lực lượng cũng đủ để đem giang giật cho đánh chết phốc mặc dù như thế giang giật thân thể vẫn là hung hăng bị đập bay ra ngoài mấy trăm trượt trên mặt đất lộn mười mấy cái giới lúc này mới bỏ lên cuồng phún một ngụm máu tươi hủy diệt thiên luân bên trong mang theo kình khí cường đại để hắn nội tạng chấn động thụ vô cùng nghiêm trọng nội thương tt tê tê, hắn thật sâu ít mấy hơi cảm giác là vô lực như vậy bán thần cùng thiên quân là hoàn toàn không thể vượt qua khe rãnh không khởi động được luyện thần lô hắn căn bản không phải bán thần đối thủ chỉ có thể bị nhẹ nhõm nghiền ép như băng người mau trốn ánh mắt của hắn rất nhanh hướng phía trước doãn nhược băng quét tới một tay trên mặt đất vỗ đột nhiên hướng phía trước phóng đi cho dù chết hắn cũng muốn kéo tà phi để doãn nhược băng đào tẩu trốn không thoát tà phi tốc độ quá nhanh coi như đào tẩu cũng có thể bị hắn nhẹ nhõm đuổi kịp Doãn nhược băng quay đầu cười khổ nhẹ giọng thở dài, nàng nhìn thấy điên cuồng lướt đến mặt mũi tràn đầy cấp bách giang giật, trong mắt lóe lên một tia kiên định, hai tay lặng lẽ múa, kết lấy một loại kỳ quái thủ ấn. Ha ha ha, tà phi khí thế như núi, tóc dài lăng không bay múa, to lớn đầu lâu vây quanh hắn gào thét xoay quanh, hắn đầy mắt đều là miêu bắt lão thử hí ngược, cười lạnh quát, doãn nhược băng, người còn rất thông minh nha, giang giật, người biết sâu kiến vì sao không thể hám thiên sao bởi vì sâu kiến liền là sâu kiến, vĩnh viễn chỉ có thể ngưỡng mộ thương khung. Suy suy, Tà Phi lần nữa bắt đầu ngưng tụ hủy diệt thiên luân, lần này Doãn Nhược Băng không có thông linh trí bảo tương trợ, hắn muốn nhìn Giang giật lấy cái gì đi ngăn cản hắn đạo văn này công kích có thể tùy ý phóng thích mấy trăm lần, hắn muốn nhìn một chút Giang giật làm sao vùng vẫy dẫy chết. Xong, Giang giật mặc dù còn tại hướng phía trước bắn nhanh, nhưng trong mắt đều là tuyệt vọng, hắn đầy trong mắt say dứt hướng Doãn Nhược Băng nhìn lại, hắn chưa từng sợ hãi cái chết, nhưng liên lụy Doãn Nhược Băng để hắn ái náy vạn phần, "Ha <laughs> ha!